sống mỗi ngày xin tơ với anh đi Chúa Chúa bà có con đi ra anh ngài mai cha ơi có con có con đi ra anh ngài mai cha ơi con đi ra anh ngài mai cha. Mời thầy Esai. Mời thầy Esai. Thầy Esai sẽ làm chứng về cô điệp. Dạ. Và những ngày qua cô được Chúa thăm viếng và đi vào dùng dịch để mà làm chứng. À, xin mời thầy Esai. Esai mở mic lên ạ. Bạn cứ mở mic. Rồi. Dạ, mời thầy Esai sẽ làm chứng. Vâng, cảm ơn Chúa và cảm ơn cô chú ông bà anh chị em. Cảm tạ ơn Chúa vì chúng ta được một ngày hôm nay rất là được phước khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Ngài. Amen. Cảm Chúa trong một tuần lễ vừa qua, tôi cảm ơn Chúa được khích lệ đi đến một cái chỗ mà coi như là ngày xưa mà chúng tôi làm ở tại đó thì có một cái biến cố xảy ra là chiếc sáng nó sáng càng cút nó đã bị hư ở nơi đó. Nhưng mà tôi không biết là Chúa có cái chương trình hay như thế nào thì mình không hiểu rõ. Cho nên cảm ơn Chúa thì sáng hư nhờ vì điều đó mà ở nơi đó Chúa sẽ cứu được nhiều linh hồn ở tại nơi đó. Tôi rất là cảm ơn Chúa. Tôi với mục sư Thắng có cầu nguyện cho một cái gia đình là con của cô Điệp. Đó là tên anh Tiến. Thì hôm nay cảm ơn Chúa thì anh Tiến sẽ được mạnh khỏe khi anh Tiến đã biết tôi đến nhà cô, có cô có gọi để rồi chúng tôi đến nơi đó. Thì cảm ơn Chúa thì trong tuần rồi tôi đến nơi đó thì tôi được nghe cô khích lệ một điều mà tôi rất là sung sướng mà rất là tự hào khi mà Chúa của chúng ta rất là quyền năng. Ngài có, chúng ta thì không có thể, nhưng mà ông bạn chị em ơi, Chúa thì đáng có thể làm hết mọi việc trên cuộc đời của chúng ta qua đời sống của cô. Cũng như một cái gia đình của cô rất là được phước mà Chúa tin Chúa thì Chúa Ngài sẽ giải cứu anh Tiến một cách rất là đặc biệt. Anh là người ung thư thời kỳ cuối, cho nên cảm tạ ơn Chúa vì mọi vinh hiển thuộc về Ngài. Chúa là đấng chữa lành cho anh một cách hoàn hảo. Anh sẽ được mập lên, được 62 cân. Rồi anh sẽ, hiện tại giờ anh sẽ làm ở một cái công trình ở các năm ngoái á, cho nên anh nói là sẽ thu xếp ở nơi đó ổn hết việc, rồi gia đình tất cả anh em bà con dòng họ nơi đó sẽ về để rồi cải tạo lại ao đất vuông để làm, để rồi đến với Chúa để thờ phượng Chúa là điều tốt hơn. Cho nên cảm tạ ơn Chúa thì ở nơi đó thì có một cái biến cố, đó là ngay đó là có một cái khu cách ly, cho nên đó là cô sẵn lòng nói cô ơi, mình cô có đi làm chứng đâu không? Bà nói làm chứng lúc trước á, làm chứng không ai tin hết trơn á, mình nói nó không có chịu tin đâu. Mà mình biết, cô nói là ngày hôm nay mình nói họ cũng không tin luôn, cho nên đó là cô nạt bây giờ thôi, chỉ có một đường này thôi là tin không tin là bó tay. Cô mới đi vào vùng dịch để rồi cô làm chứng lời Chúa cho những người anh em bị mắc cái Covid-19 hiện tại ở tại chúng tôi ở đây này. Thì cảm ơn Chúa thì cô mới nói là đến nhà đó nói bây giờ dịch này á, anh với chị á hãy đặt có một đấng để giải quyết và giúp đỡ chúng ta, đó là ai? Cô mới giới thiệu về Đức Chúa Trời, con tôi là Chúa Ngài chữa lành như vậy như vậy đó. Thì thời kỳ này đó, ông bạn chị em là thời kỳ cuối, nên chúng ta không tin thì không thể nào mà chúng ta sẽ thấy được Chúa của chúng ta. Cô đi đến cái vùng dịch đó để cô làm chứng là Chúa, để có nhiều người biết đến Chúa ở tại cái khu vực của cô đang sinh sống. Mà ngộ có một cái là từ cái chỗ nhà cô đi ra thì không có bị phong tỏa, còn từ cái khu nhà của cô trở vô thì phong tỏa, cô sẽ đi vô đó. Cô xin mấy anh em
cảnh vệ ở nơi đó đó cho cô vô để nói về Chúa cho họ. Thì cô nói là vô đó thì nói chung ra hỏi cô ơi sao cô dám đi vô đó, mà nói mình xin cứ cầu nguyện, lấy tin mình cầu nguyện, mình xin đồng quyết Chúa Giêsu ngài dựng lên cho mình một cái chiếc áo giáp để mình đi vô nơi đó, thì súng đạn nó không có bắn lủng mình được. Cô kể rất là được khích lệ, tôi rất là khích lệ cô là có một cái đức tin rất là mạnh mẽ. Mà tôi còn nói tôi về tôi có thể tôi nói với Chúa ơi con chưa chắc gì được vậy, nhưng mà con đi thì con mới thấy được cái đức tin càng ngày nó càng lớn. Mong rằng tôi và ông bạn chị em chúng ta hãy có một cái đức tin đơn sơ như con trẻ, thì chúng ta sẽ dọc được tất cả mọi thứ nan đề nào, nó sẽ tồn tại nào hoặc gánh nặng nào ở trên đời sống của chúng ta, thì điều đó nó sẽ đi ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Tôi rất là cảm ơn Chúa và cảm ơn gia đình của cô đó. Tôi rất là được khích lệ khi chúng tôi đi hoặc chúng tôi làm việc ở tại nơi đó. Tôi thấy cái chuyện mình đến không có một cách muốn nhân hay là một cách nào nó trả lại với chúng ta, nhưng mà nó sẽ thành hiện thực mà Đức Chúa Trời này phóng sẵn ở chỗ đó cho chính con người đó, và cũng như chính tôi cũng vậy. Đây là một bài học mà tôi nói rất là coi như là bài học thương máu ở tại cái khu vực mà cô đã lùi thân mình vô một cái khu phong tỏa để làm chứng lời Chúa. Cô nói hãy sẵn, cô nói với tôi á, hãy sẵn sàng hội thánh đi, Chúa sẽ đem nhiều con người đến đỡ ơi xa không chỗ chứa ở tại cái khu phố mà bị F0. Là cô nói như vậy thôi làm chứng. Thì tôi có điện thì cô nói là ngày hôm nay thì cảm ơn Chúa là người đó đi test lại là bị F2 hết, cho nên chúng ta cảm ơn Chúa. Alo, cảm ơn Chúa, cảm ơn thầy Isaiah làm chứng. Dạ, hãy dâng vinh hiển cho Chúa. Mọi vinh hiển dâng lên cho Chúa và xin con Giêsu là vua. Mọi vinh hiển, mọi vinh hiển dâng lên cho Chúa và xin con Giêsu là vua. Dâng lên cho Chúa mọi lời xin con. Dâng lên cho Chúa mọi lời xin tội. Ôi vua bình yên hiện diện nơi này. Hallelujah. Hallelujah. Ôi ân đi Chúa điều đau đớn ngài đã xóa bôi ta cho. Hallelujah. Hallelujah. Chúng tôi Giêsu vui là khi mọi vương và trẻ mọi Chúa và xin tôi Giêsu là vua. Mọi vinh hiển, mọi vinh hiển dâng lên cho Chúa. Và xin tôi Giêsu là vua. Và xin tôi, và xin tôi Giêsu. Washington, Jesus, hãy bảo vệ lên cầu nguyện anh chị em, hãy bảo vệ lên cầu nguyện để Chúa sức dầu cho đồng sứ Giêsu công, để đem lời ngài cho Giêsu của ngài, hãy cầu nguyện cho con tin của ngài. Hãy bảo vệ lên, hãy cầu nguyện cho con tin của ngài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
2, 3, Chúa! Chúa! Dạ, cảm ơn tôi tới ngài, cảm ơn anh chị em, cảm ơn tôi tới Chúa đã đến để nhận lời mời của Thánh Vườn Nho ở tại Sài Gòn đã thức khuya để mà chia sẻ. Dạ, bây giờ xin mời một sư Giang Đông ạ. Ông có thể chia sẻ không có thời gian, ông muốn nói chuyện nào ông nói và khi nào ông ngưng trao quyền cho ông đó. Amen. Amen, 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 amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Hội Thánh Vườn Nho yêu châu. Amen. Dạ. Bởi vì tôi gọi điện thoại về qua bên California để mời má tôi vô ở trong cái Zoom này để thờ phượng Chúa với Hội Thánh Vườn Nho ở quận 2. Và bây giờ bà đang vô đó, bà đang trên đường vô với chúng ta. Dạ. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta có cơ hội tối hôm nay để chúng ta cùng với nhau thờ phượng Chúa. Tôi cũng vừa mới chia sẻ xong ở hội thánh truyền giáo, tên là truyền giáo Phúc Âm. Thì ở bên đó gửi lời chào thăm Hội Thánh Vườn Nho, Hội Thánh Truyền Giáo Phúc Âm, xin lỗi, Hội Thánh Truyền Giáo, phải không ta? Hội Thánh Truyền Giáo, đúng rồi, Phục Hưng. Dạ, Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng của một sư Xuân Loan và một sư Phương Văn Tân. Thì bên đó nhóm lúc 7 giờ sáng, còn bên chúng ta là một sư Thắng báo là tôi vô lúc đó là 10:30, thì 10:30 thì vô với quý vị. Bên đó thì gửi lời chào thăm tất cả quý con cái Chúa ở bên Hội Thánh Vườn Nho ở bên này. Hồi sáng này thì một sư Xuân Loan có thuật lại cái câu chuyện ở cái điểm nhóm nhà của dì Hai Ngâu, từ nhà của mục sư Thắng với cô Tường Vân đây mà đi bộ ra đó đó, không biết giờ còn đi bộ hay là hồi xưa là đạp xe đạp ra đi bộ. Kể lại hồi xưa các phong trào Phục Hưng được nhóm lại ở nhà của dì Hai Ngâu. Recording và rất là được phước. Khi mà cô kể lại đó thì có cô Diễm trong đó, có tôi trong đó, và tôi cũng nghe lại kể lại cái câu chuyện rất là cảm động, là 30 năm trước cũng cái tinh thần thờ phượng như vậy. Lúc đó thì đường chưa có chảy nhựa đâu quý vị, đường còn đá của giống như là những cái đất sét hồi xưa vậy đó, cái khu nhà của một sư Thắng đó. Thì tôi cũng đã đến đó để hầu việc Chúa với ban thanh niên đó, thì gặp cô Diễm ở chỗ nhà dì Hai Ngâu. Bây giờ thì mà cô Diễm là vợ của tôi, thì tôi gặp ở đó đó. Đi hầu việc Chúa thì Chúa ban cho một người vợ kính sợ Chúa và yêu mến Chúa. Quý vị có biết cô Diễm không? Đó, cô Diễm là con của bác Tám An. Nói ra dư quá rồi, ở đây ai cũng biết rồi ha. Chúng tôi chỉ chờ tới cái lúc mà hết dịch đó thì Diễm sẽ về thăm quý vị. Và tôi có khoe với lại mục sư Xuân Loan là bây giờ cái ơn mà nấu ăn mà tiếp đãi khách đó từ bố mẹ Tám An bây giờ là Chúa là ban qua cho cô Diễm rồi. Cô Diễm được ơn lắm quý vị, nấu cho mấy chục người ăn là tỉnh bơ luôn á quý vị. Đó, cho nên tôi báo cho quý vị tin mừng. Bởi vì người con gái ở quận 2, Vườn Nho quận 2 bây giờ thì đang hầu việc Chúa với lại Vườn Nho ở Hoa Kỳ và được ơn giống như là bố mẹ Tám An nha quý vị. Không biết là bố mẹ Tám An có trong phòng này không vậy Từ Vân ơi? Ba má có đang theo dõi không? Dạ không, tại vì hai đứa tụi em gọi là gì? Cách ly hả? Dạ dạ đúng rồi, đúng rồi. Ok, không sao. Như vậy thì dạ, chúng ta sẽ cầu nguyện. Dạ. Vậy có hai vợ chồng ở đây thôi hả? Là ba má ở dưới, dạ. ở dưới đằng sau hả? Dạ dạ đúng rồi. Dạ, vâng đúng vâng rồi. Vâng, không sao hết. Để chúng ta sẽ cầu nguyện đặc biệt cho ông bà ha. Vâng, thì tôi cũng kể lại cái chương trình nhóm hồi sáng rất là được phước và mọi người ở bên Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng gửi lời thăm Vườn Thánh Vườn Nho và biết rằng chúng ta có buổi nhóm vào lúc 10:30 sáng. Cảm ơn Chúa vì hiện bây giờ ở trong
Cái phòng nhóm này thì chúng ta có vợ chồng của chấp sự Thiên Ân, là Thiên Ân với Thúy Vi. Tôi cũng muốn giới thiệu để quý vị cũng biết được những nhân vật hầu vị Chúa ở Hội Thánh Vườn Nho Mỹ thì đang có mặt ở trong phòng canh của chúng ta. Thúy Vi với Thiên Ân có thể chào đón Hội Thánh Vườn Nho ở quận 2 được không ạ? Có thể là đang chưa có mở mic, thì khi nào mở mic lên thì có thể mở cái microphone lên, thì xin chấp sự Thiên Ân với Thúy Vi nói vài lời chào thăm ha. Nếu được thì mở luôn cái video. Chào ông bà ông sư Thắng và Hội Thánh Vườn Nho tại Việt Nam. Dạ cũng rất vui thì hôm nay tụi em thu xếp được để dự nhóm cùng với Hội Thánh. Xin Chúa ban phước và huyết Chúa cũng bao phủ tất cả mọi con dân Chúa đi ra đi vào được mọi sự bình an, và cũng thấy được khích lệ cái tinh thần thờ phượng của Hội Thánh Chúa bên Việt Nam. Dạ. Amen, cảm ơn Chúa. Chào chấp sự Thiên Ân. Thiên Ân xin nói vài lời với vườn nho quận 2 Sài Gòn. Dạ, xin chào mục sư Thắng và cô Vân và nguyên bạn chị em là ở trong Hội Thánh Vườn Nho tại Việt Nam. Cảm ơn Chúa, trong danh Chúa Jesus Christ chúng ta là anh em với nhau, và ông biết rằng ở bên Việt Nam cũng thường cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa bên đây, và bên đây cũng cầu nguyện cho quý vị bên đó. Nên hãy đứng vững trong thời kỳ khó khăn này, Chúa sẽ sẽ dấy chúng ta lên và tiếp tục hầu việc Chúa, và xin Chúa dùng một chúng ta, amen, để Hội Thánh Việt, đất nước Việt Nam sẽ có nhiều con dân Chúa hơn 2% như là chúng ta thường nghe, mà cái mục tiêu có thể 10%, 20%, và chúng ta mong ước rằng con số nó sẽ tăng như là Hội Thánh ở Hàn Quốc. Đó là cái mong ước của mọi một chúng ta, amen. Chúa ban phước cho quý vị. Amen, cảm ơn Chúa. Cảm ơn lời chào của chấp sự Thiên Ân. Và bây giờ thì có Hồng Diễm, vợ của tôi. Hồng Diễm có muốn nói lời chào gì từ ở Arizona đến với Hội Thánh ở bên Vườn Nho quận 2 của mình không? Nói về quê nhà đi. Xin mời Diễm mở microphone lên. Rồi. Hi, chào những người xa lạ. cảm ơn Chúa, hôm nay được dự nhớ vào Thánh online. Thường là Diễm về tới nhà, Diễm thờ phượng Chúa và Hội Thánh tại tại nhà luôn. Nhưng mà cảm ơn Chúa hôm nay được thờ phượng Chúa online và được nhìn thấy Hội Thánh Chúa từ Cà Mau, từ Gò Công cũng vào để thờ phượng Chúa nữa. Và cảm ơn Chúa Hội Thánh luôn giữ trung tín, như lời Chúa nói rằng hãy giữ ngày nghỉ để làm nên ngày thánh cho Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước lại cho ông bà cha em là những người trung tín trong việc giữ lời Chúa, làm theo lời Chúa, là nhóm lại thường xuyên mặc dầu có những ngăn trở vì bệnh dịch, có những gia đình cũng bị vướng bệnh dịch, Hội Thánh cũng bị và cũng bị phong tỏa. Nhưng mà lòng yêu mến Chúa của ông bà cha em thì không bao giờ bị phong tỏa. Amen. Amen. Và xin cảm Chúa ơn ban Chúa. Phước lại bội phần cho Hội Thánh Vườn Nho tại quận 2. Hội Thánh tại Gò Công Tây, nơi mà Diễm đã từng đến. Hội Thánh Cà Mau Diễm chưa có dịp đến. Xin Chúa ban phước cho tất cả ông bà chị em, từ lớn đến nhỏ, từ trẻ đến già, tất cả đều được sự quan phòng che chở của Chúa trong suốt mùa dịch này. Và xin Chúa cũng chúc phước cho lời giảng buổi tối hôm nay, buổi sáng hôm nay bên Việt Nam, để khích lệ ông bà chị em, để nâng đỡ, để an ủi, để nhắc nhở tất cả đều tốt đẹp cho công việc nhà Chúa. Diễm cũng vừa đang chat với một những người chị em, những người đã dâng hiến để ngày hôm nay Hội Thánh Cà Mau có được những cái smartphone, cái laptop để vào nhóm lại. Yeah. Cảm ơn Chúa. Diễm cũng cảm đang Chúa. Nói chuyện với chị từ bên Virginia. Virginia vùng khác cách Diễm 3 tiếng đồng hồ. Cảm ơn Chúa. Rồi có gì nói chuyện sao? Vâng, cảm ơn Hồng Diễm. Nói chuyện sao? Cảm ơn Hồng Diễm. Và tôi xin giới thiệu má của tôi là Mục sư Thắng, thường gọi là má Kỉnh ha. Thôi giờ mời Mục sư Thắng giới thiệu đi. Dạ, Mục sư Thắng. Chào má Kỉnh yêu dấu. Má Kỉnh 87 tuổi các bạn, như chiến sĩ Jose Caleb nha. Đi vào ra lúc nào cũng đúng 6 giờ sáng là cầu nguyện với Mục sư Giang Đông á, cho nên chúng ta phải đi khích lệ, và những người lớn tuổi như vậy mà người ta còn tìm kiếm Chúa đó. Amen. Các bạn trẻ, các con yêu dấu, hãy noi gương bà ngoại, bà nội nha. Amen. Rồi, mời bà mục sư nói, mời bà cô Kỉnh nói. Dạ.
Mời má có điều gì má muốn nói với lại Hội Thánh Vườn Nho. Bây giờ Chúa cho mọc lên nhiều nơi quá. Chút nữa anh Thắng, Mục sư Thắng xin nói giới thiệu là bao nhiêu Hội Thánh Vườn Nho ở ở ở đây để mà chúng ta cảm ơn Chúa và chúng ta có những cái sự cầu nguyện cho các hội thánh ha. Má của tôi đó thì đang ở California và xin mời má nói vài lời chào thăm phòng nhóm của Hội Thánh Vườn Nho đi ạ. Dạ, tôi là má của Mục sư David Đông. Cảm ơn Chúa đã hôm nay là cái ngày Thanksgiving mình họp lại với nhau với anh em ở Việt Nam Hội Thánh Vườn Nho. Hội Thánh Vườn Nho là cái lịch sử là từ hội thánh của tôi Dương Chuối tại nhà của bà Kính và ông Xui gia tôi là ông bà Mục sư Tám An tới đó làm chủ tọa và nhóm tại nhà tôi trong vòng hơn mười mấy năm mà tôi không có nhớ rõ. Recording in progress. 6 năm. Dạ, rồi 6 tôi năm. Mới là định cư qua đây. Cảm ơn Chúa thật nhiều từ Hội Thánh Vườn Nho mẹ mà bây giờ nó nở ra tới mấy chục hội thánh con. Cái đó là cái ơn điển của Chúa ban cho, mình không có thế nào mà mình hiểu được, mà mình chỉ cảm ơn Chúa. Chúa ban cho những gì mà không xiết kể trên đời sống của con dân Chúa và hội thánh mình. Cảm ơn Chúa vô cùng. Giờ chúng tôi ở Mỹ này mỗi buổi sáng đều có cái Zoom để cầu nguyện từ 5 giờ 15 cho tới 7 giờ 15 mà hơn 3 năm nay vẫn cầu nguyện như vậy. Cũng nhớ đến Hội Thánh Vườn Nho, nhớ đến Mục sư Thắng, vợ chồng Mục sư Thắng, cũng như Mục sư Cổ Thụ, ông bà Tám An. Nhớ luôn anh em mình đã sống một thời gian lâu với mình, hầu việc Chúa với mình, rất là cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa vì tất cả đều được khỏe mạnh do lời cầu thai của Hội Thánh của chúng tôi. Cảm ơn Chúa thật nhiều và luôn luôn nâng đỡ và cầu nguyện chúc phước cho Hội Thánh Vườn Nho ở tại Việt Nam, một nơi Mục sư Thắng mỏi nhiệm được đầy dẫy ơn của Chúa để đem nhiều nhiều thật là nhiều người về cho nhà Chúa, thì chừng đó nước Chúa mau đến với mình. Và chúng tôi cũng nhớ lên luôn các anh em, cảm ơn Chúa thật nhiều. Dạ rồi, có bao nhiêu rồi. Dạ dạ, con cảm ơn má rất là nhiều đã chia sẻ cùng Vọng Canh cũng như là cái Hội Thánh Vườn Nho. Và cũng nói thêm là Hội Thánh Vườn Nho bắt đầu từ cái vùng vườn chuối. Hồi xưa chúng tôi ở vườn chuối quận 3, mà ở đây á, là cái người mà lâu nhất sau Mục sư Thắng, với Mục sư Thắng là trẻ nha, một người mà trẻ sau á là Lý Xuân Phương. Lý Xuân Phương là tin Chúa và cô Ánh nữa, không biết hôm nay có cô Ánh vô không. Thành ra những người này là trụ cột của vườn nho mà từ năm 1995 á, cho nên chúng ta sẽ nói về điều đó nhiều hơn ha. Thì ở đây thì tôi cũng nhận biết rằng có một người cũng theo dõi quý vị mà không có lên tiếng đâu, mà người đó tên là Nguyễn Yến Phụng. Cô Phụng năm nay đã là lên chức cố rồi quý vị, và cô ra sống ở bên Virginia ở Hoa Kỳ, và cô cũng biết đến quý vị và quan tâm, cũng có cầu thai cho quý vị. Cô Phụng có muốn điều gì muốn nói không cô Phụng? Rồi nói với lại Hội Thánh Vườn Nho hôm nay không ạ? Dạ chắc là cô rời khỏi chỗ này một chút xíu. À không sao. Dạ bây giờ thì tôi chiếm sóng của quý vị quá nhiều rồi, mà tôi nói cho quý vị vui á, là thường thường tôi có thói quen giảng từ 30 phút cho đến 40 phút trở lại thôi. Nhưng mà khi mà ở đây á, Mục sư Thắng mà nói thời gian là vô thời hạn á, thì tôi cũng rất là vui. Bởi vì ở bên Mỹ này là không có cái chữ đó. Bên Mỹ á, mà nói cái chữ vô thời hạn á, là mít lòng vậy lắm. Quý vị biết ở bên Mỹ là cái thời gian người ta xong cái là người ta đi làm chuyện khác. Nói chung là rất là thời gian rất là khắt khe và khích khao, cho nên mỗi ông diễn giả là chỉ có thể giảng từ 30 phút hay là maximum á, là 45 phút trở lại thôi. Và cái đó là cái tự nhiên, cho nên hôm nay thì tôi cũng sẽ làm nhanh nhanh để cho quý vị có đi ăn uống gì thì quý vị đi ăn uống, nhưng mà bảo đảm là lời của Chúa thì không thiếu được cho quý vị ha. Cảm ơn Chúa. Những gì tôi sẽ cần nói thì sẽ nói trong cái bài học buổi sáng hôm nay với quý vị. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ lời Chúa ở trong sách Luca đoạn 22 từ câu 7 cho đến câu 13, chỉ vài câu thôi. Nếu mà cô Tường Vân có thể, phòng kỹ thuật có thể chiếu lên cái phân đoạn kinh thánh này, thì xin cô Tường Vân chiếu lên giùm. Dạ. Cô Tường Vân có ở đó không ạ? Nếu mà cô Tường Vân không có thì mình mở kinh thánh ra cũng được. Dạ.
có nha, có bà xã. Ông cứ nói lại cái phân đoạn Kinh Thánh. Dạ, Luca đi. Kinh Thánh là Luca đoạn 22 từ câu 7 cho đến câu 13. Luca đoạn 22 từ câu 7 đến câu 13. Dạ, Luca đoạn 22 từ câu 7 cho đến câu 13. Không biết bây giờ, là bây giờ Thắng sẽ đọc đi, Thắng sẽ đọc dạ, đi. Dạ vâng. Rồi anh chị theo dõi cho chị nào bà xã chiếu được thì thiết lập lễ tiệc thánh. Đúng không vậy đâu? Thiết lập lễ tiệc thánh đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, đến ngày lễ bánh không men là ngày người ta phải giết chiên con lễ vượt qua. Đức Chúa Giêsu sai Phi-rơ và Giăng đi mà phán rằng: "Hãy đi sửa soạn lễ vượt qua để chúng ta cùng ăn." Hai người thưa: "Thầy muốn chúng tôi sửa soạn lễ ấy tại đâu?" Ngài đáp: "Khi vào thành có một người mang giò nước sẽ gặp các con, hãy theo người ấy vào nhà và nói với chủ nhà: Thầy hỏi ông rằng phòng khách mà ta và các môn đồ sẽ ăn lễ vượt qua ở đâu? Chủ nhà sẽ chỉ cho các con một phòng lớn trên lầu, đồ đạc sẵn sàng, rồi các con hãy dọn ở đó." Hai môn đồ đi và gặp những điều đúng như Ngài đã phán, rồi họ sửa soạn lễ vượt qua. Amen. Xin mời quý vị, cảm ơn Mục sư Thắng và xin mời quý vị cùng cầu nguyện với tôi trước khi chúng ta cùng học lời của Chúa sáng hôm nay. Lạy Cha dấu chúng con, sáng hôm nay con cảm ơn Chúa về sự hiện diện của Ngài đang ở trong căn phòng này của mỗi chúng con. Con cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng con có phương tiện là Zoom online. Và gần đây thì các anh em chúng con ở Cà Mau cũng đã có được trang bị thêm một số máy để sử dụng online làm cái chương trình thờ phượng. Chúa ơi, Chúa đã cho chúng con có những phương tiện này, chúng con cảm ơn Chúa giữa lúc gặp sự cách ly khó khăn. Con xin Chúa Ngài ban cho dân sự Ngài sự thỏa lòng và có sự diện của Chúa với chúng con thì có mọi sự rồi. Chúng con thấy đủ cho chúng con thật là thỏa lòng. Con cũng nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ mà cầu nguyện cho Mục sư Thắng và cô Tường Vân. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con cầu nguyện Chúa Ngài khiến cho cái dịch bệnh phải dừng lại trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Nó không được tấn công hơn, sâu hơn vào trong gia đình, không tấn công sâu hơn vào trong sức khỏe của Mục sư Thắng và cô Tường Vân. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con công bố rằng bởi những bài hát buổi sáng hôm nay mà các con virus corona phải bị đánh bật ra khỏi cơ thể của Mục sư Thắng và cô Tường Vân cũng như những người thân ở trong gia đình của chúng con nếu như có bị mắc phải. Trong danh Chúa Giêsu con cầu nguyện Chúa ban cho chúng con sức khỏe và sự chữa lành như lời của Ngài phán rằng chúng con bởi lời của Ngài, bởi sự hiểu biết lời của Ngài thì lời đó đem đến sức khỏe và sự chữa lành cho chúng con như điều mà Châm Ngôn đoạn 4 câu 20 có chép dạy chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con xin thần linh của Ngài hướng dẫn chúng con trong thời giờ quý báu này. Cảm ơn Chúa vì Ngài có cho anh em ở Vườn Nho, anh em ở bên miền Đông Hoa Kỳ cũng đã vào với chúng con giờ này để cùng thờ phượng Chúa. Chúng con rất là vui ở trong thời giờ mà chúng con được nghe giới thiệu với nhau về công việc của Chúa. Và chúng con thấy anh em chúng con ở Cà Mau và ở quận 2 cũng như nhiều nơi khác cũng đang có mặt ở trong phòng cầu nguyện sáng, phòng nhóm sáng hôm nay của Hội Thánh Vườn Nho mà Chúa ban cho. Chúng con cảm ơn Ngài, cầu xin Đức Chúa Trời mở tâm trí của chúng con và chúng con được vui thỏa ở trong sự hiện diện của Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Một lần nữa xin gửi lời chào và tình yêu từ tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ đến cho quý vị. Chúng tôi thì đang ở trong cái mùa chuẩn bị lạnh, mùa thu và ở ngoài trời thì rất là lạnh. Ban ngày, ban đêm á, buổi sáng sớm á, thì nó có thể dưới 10 độ C và buổi trưa thì nó lên 17, 18 độ thì mùa thu và mùa đông nó kéo dài khoảng 3 tháng, 4 tháng như vậy đó. Thành ra cái không khí nó cũng dễ chịu. Và chúng tôi ở Arizona thì cái dịch bệnh thì cũng chính phủ cũng đã cho đi chích này kia nọ, cho nên là tại vì cái tiểu bang này có nhiều người tin Chúa và cái tiểu bang Arizona thì nó vừa là dân chủ mà nó vừa là cộng hòa, cho nên không có giống như là nghiêng về cái tiểu bang dân chủ là bắt mọi người đeo mask rồi đeo khẩu trang rồi khó khăn. Cho nên cái tiểu bang Arizona đã được mở cửa ra từ hồi tháng 7 năm ngoái cho đến ngày hôm nay. Hội Thánh Chúa cũng dễ thở rồi, dân sự Chúa cũng bình an. Cho nên đó là cái lời làm chứng bắt đầu cho cái sự chia sẻ lời Chúa cùng với lại Hội Thánh Vườn Nho hôm nay. Chúa có gìn giữ chúng tôi và chúng tôi cũng nhìn về quê hương á, chúng tôi thấy dù cho có những cái
dịch bệnh tràn lan, nhưng chúng tôi vẫn cầu nguyện cho quý vị mỗi ngày và tin rằng Đức Chúa Trời có chương trình cho Việt Nam của chúng ta. Quý vị ha, yên tâm ở trong xứ mà nuôi mình bằng sự thành tín của Chúa. Quý vị, chúng ta vừa mới đọc qua cái phân đoạn Kinh Thánh Luca đoạn 22 câu 7 cho đến câu 13 là phân đoạn Kinh Thánh nói về lễ tiệc thánh lập ra. Nhưng mà tôi muốn gửi đến cho quý vị cái thông điệp. Hồi nãy một sư thắng hỏi ủa lễ tiệc thánh lập ra hả? Thì nhưng là cái câu hỏi cái này nó có đúng ở trong cái dịp này không? Nhưng mà cái tựa mà tôi đặt cho cái bài học hôm nay đó là người đàn ông cho Chúa mượn nhà. Ủa? Người đàn ông cho Chúa mượn nhà. Chúng ta nhìn vô trong lại cái phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta có thấy người đàn ông nào cho Chúa mượn nhà không? Câu trả lời là có. Có người đàn ông cho Chúa mượn nhà chứ. Cho nên cái cốt của cái phân đoạn Kinh Thánh này đó là lễ tiệc thánh được lập ra như thế nào. Nhưng mà chung quanh cái câu chuyện lễ tiệc thánh được lập ra như thế nào, nếu như không có cái người đàn ông cho Chúa mượn nhà và cũng không có cái người đàn ông đem cái vò nước đi ra cái thành để lấy nước á, thì hai môn đồ là Giăng và Phi-rơ không hề biết cái dấu hiệu đó để mà tìm đến cái nhà đó, để mà mượn cái nhà đó. Như vậy thì cái câu hỏi đặt ra ở trong cái bài học của chúng ta hôm nay á là cái người đàn ông mà cho Chúa mượn nhà với cái người mang cái vò nước á là một hay là hai? Và tại sao Chúa dùng cái câu chuyện này với một cái thông điệp như thế nào cho chúng ta trong bối cảnh ngày hôm nay? Hội thánh luôn luôn cần có những nhu cầu cần thiết. Và tôi đặt cái tựa đề của cái bài học này hôm nay là người đàn ông cho Chúa mượn nhà, để nói lên cái tâm tình của một người đàn ông sẵn sàng cho Chúa mượn bất kỳ cái gì, chứ không phải là mượn nhà. Mà bắt đầu mượn nhà đó là cho mượn cái vò nước. Xách cái vò nước để làm cái dấu hiệu đây là căn nhà bí mật mà chúng ta sẽ tổ chức lễ vượt qua. Bây giờ cái câu hỏi kế tiếp cho chúng ta là tại sao lại bí mật như vậy? Tại sao Chúa Giêsu không nói trước là chúng ta sẽ làm lễ tiệc thánh ở vườn nho quận 2, các ngươi đi tới thành Mỹ Lợi từ ngoài xa lộ quẹo vô khoảng 3 cây số rồi đi thẳng vô qua khỏi cầu Dỗ Ông Tố đi 2 cây số nữa. Tại cái đó tôi đi 10 năm cho nên tôi thuộc, tôi nói như vậy đó. Nhưng mà tôi đã chơi nhưng mà không phải trong Kinh Thánh tôi nói vậy quý vị nha. Tại sao Chúa không nói trước là ở trong cái chúng ta sẽ có một cái buổi tiệc thánh cuối cùng mà đợi tới giờ phút này Chúa mới tiết lộ ra như vậy? Đó cũng là cái câu hỏi mà tôi đặt ra cho quý vị về cái tính an toàn của sự hầu việc Chúa như thế nào trong bối cảnh ngày hôm nay của chúng ta. Tôi sẽ giải mã cho quý vị ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh này. Chúng ta trở lại với câu chuyện này thì chúng ta vừa mới nghe một sư thắng đọc đó. Thì cái người mà mang chiếc vò và chủ nhà là một, phải không? Ở trong Matthew đoạn 26 câu 18 là một nhân vật. Chúng ta đọc Matthew thì đây là một nhân vật, gặp lại là một người thôi. Nhưng mà ông Mark và ông Luca đó thì dường như là một người thôi, nhưng mà các học giả Kinh Thánh thì cho là một người thôi, chứ không phải là dường như. Đây là một người mà trong cái câu chuyện này chúng ta sẽ học. Nhu cầu thì lúc nào cũng có. Nếu chúng ta đọc từ câu 7 cho đến câu 9 á, thì chúng ta sẽ thấy cái bối cảnh Chúa Giêsu là đấng mà luôn luôn có cái tấm lòng thờ phượng. Ngài là một Đức Chúa Trời đến trong nhân loại của chúng ta qua hình ảnh của Chúa Giêsu Christ. Ngài là Chúa Giêsu Christ ở trong hình hài của con người. Nhưng mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta một cái tấm gương, đó là cái tinh thần thờ phượng. Cô Tường Vân vừa mới chiếu lên cho chúng ta từ câu 7 cho đến câu 8. Đến ngày lễ ăn bánh không men là ngày mà người ta phải giết con sinh làm lễ vượt qua. Đức Chúa Giêsu bèn sai Phi-rơ và Giăng mà phán rằng: hãy đi dọn lễ vượt qua cho chúng ta ăn. Có người nói Chúa Giêsu đến để phá luật pháp, nhưng rõ ràng cái phân đoạn Kinh Thánh này nói không phải Ngài là đứng đến để phá bỏ luật pháp, nhưng mà Ngài làm thành luật pháp. Trong cái phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy một cái tấm lòng, một cái tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời và muốn giữ cái sự thờ phượng. Trước Chúa Giêsu muốn giữ cái lễ vượt qua như là một cái kỳ lễ, như là một cái luật pháp đã định từ thời Môi-se. Chúa Giêsu không đến để phá luật pháp, nhưng Ngài đến để làm trọn luật pháp, và Ngài nêu cho chúng ta cái tấm gương từ ban đầu của cái phân đoạn Kinh Thánh này mà chúng ta vừa mới đọc. Ngài sai các môn đồ đi dọn lễ vượt qua. Ở trong Kinh Thánh thì theo cái lịch Do Thái đó thì nó có 3 kỳ lễ quan trọng nhất, đó là lễ vượt qua, lễ ngũ tuần và lễ liệu tạm. Và người Do Thái giữ cái lễ đó,
Và Chúa Giêsu cũng bày tỏ cho họ biết rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời, và Ngài giữ cái ngày lễ vừa qua đó như là giữ luật pháp một cách nghiêm khắc, một cách nghiêm túc, để cho các môn đồ biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời, và Ngài không đến để phá dỡ luật pháp của Đức Chúa Trời. Ngài giữ luật pháp và Ngài khai triển, Ngài giữ và Ngài làm gương cho các môn đồ. Bây giờ chúng ta học về cái điều này để chúng ta áp dụng cho chính đời sống của chúng ta. Chúng ta tuân giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh để thờ phượng Đức Chúa Trời. Các môn đồ phải đi tìm bằng được một nơi để dự lễ cùng Chúa Giêsu. Nếu mà các môn đồ phải tìm được một nơi để Chúa Giêsu dự lễ với các môn đồ đó, thì ngày hôm nay chính chúng ta đây cũng đang tìm một nơi để chúng ta thờ phượng, phải không? Quý vị có thấy tuyệt vời không? Chúng ta có thấy chúng ta đang làm giống như Chúa Giêsu hôm nay không quý vị? Tạ ơn Chúa, tôi thấy những cái đầu gật xuống. Vâng, quý vị đồng ý điều này. Có nghĩa là chúng ta đang giống như Chúa Giêsu. Cái nhu cầu thờ phượng là một cái nhu cầu mà Chúa đòi hỏi chúng ta phải có trước hết. Như ở trong Matthew đoạn 6 câu 33 là Chúa dạy chúng ta rằng: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Tôi cảm ơn Chúa về cái việc mà vừa rồi Hội Thánh ở Cà Mau mua được hai cái máy laptop để quý vị vào, để quý vị online quý vị thờ phượng như ngày hôm nay. Mỗi lần tôi thấy thầy Esai lên, thầy Esai nói hay quá rồi, tấm lòng khuôn mặt sáng láng, khuôn mặt vui vẻ, đầy sự phấn khích. Rồi tôi cảm ơn Chúa vì Chúa dùng thầy Thắng, mục sư Thắng với cô Vân để mà lo cho cái việc này cho quý vị. Tất cả những cái điều mà quý vị làm nó nói lên cái điều gì? Có phải quý vị thích có máy laptop để quý vị lướt mạng không? Có phải quý vị có máy laptop là dân ở dưới miền Tây thích coi cải lương? Ôi để em lên coi cải lương em sung sướng cuộc đời em biết bao nhiêu, em thích coi cải lương. Không, quý vị không có làm điều đó. Ở trong cái mùa dịch này á, quý vị tìm cho được một cái cơ hội để thờ phượng Chúa. Cảm động vô cùng quý vị, khi tôi nghe nói điều này thì chúng tôi phải làm cái điều gì đó. Phải amen với một sư Thắng, với cô Vân này. Quý vị phải có cái gì đó để quý vị thờ phượng. Ôi tôi cảm ơn Chúa, tôi nhìn thấy Hội Thánh Vườn Nho Cà Mau Esai, kìa quý vị nhìn các em, các bạn bắt ghế màu đỏ ngồi, chải đầu cho con, rồi vui cười để thờ phượng Chúa với chúng ta. Quý vị, đây là một cái nhu cầu nè, cái nhu cầu mà quý vị đang thấy ở đây đó, giống như cái nhu cầu mà Chúa Giêsu đã thấy đối với đoàn dân đông ngày xưa đó. Và Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu động lòng thương xót đoàn dân đông đó. Tại sao Chúa Giêsu có cái lòng thương xót đoàn dân đông vậy quý vị? Tại vì Chúa Giêsu yêu sự thờ phượng. Chúa Giêsu không thờ phượng là Ngài chịu không nổi. Chúa Giêsu không thờ phượng là Ngài bắt buộc các môn đồ rằng phải tìm một chỗ để chúng ta làm lễ vượt qua. Mặc dù rằng Chúa Giêsu sẽ chết, sau cái đêm đó Ngài cũng thờ phượng để Ngài đối diện với sự chết. Chúa Giêsu của chúng ta có một cái passion, gọi là cái đam mê thờ phượng. Chúng ta dùng cái chữ đam mê đó, nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng muốn chúng ta thờ phượng Ngài. Và chính Chúa Giêsu, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là Thần, Ngài là Giêsu trong ba ngôi Đức Chúa Trời, mà Ngài còn có cái nhu cầu để thờ phượng. Ngài đam mê cái điều đó. Cho nên sáng hôm nay nếu chúng ta vào trong Zoom này mà chúng ta nói, ngày mình đi coi ai hát cũng hay hết nè. Wow, hôm nay một sư Thắng đờn hay quá trời bài mới không ơi. Wow, hôm nay một sư Thắng, hôm nay cô Vân đưa những cái bài hát lên thấy chữ xanh chữ đỏ đồ đẹp quá. Wow, hôm nay sao tự nhiên cái cô kia cô xuất hiện nó nhìn cũng được rồi nha. Đó không phải là cái mục đích của sự thờ phượng thưa quý vị. Cái điều gì đang kéo chúng ta vào sự thờ phượng vậy quý vị? Cái sự đam mê Chúa. Giữ điều đó nha quý vị, hãy giữ điều đó. Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta lấy lòng đẹp lòng khi Chúa thấy chúng ta đam mê thờ phượng Ngài. Sáng ngủ dậy á, chúng ta chưa kịp đánh răng rửa miệng, chúng ta ngồi dậy chúng ta cầu nguyện liền, có không? Quý vị có hăng hâm hở để quý vị cầu nguyện không? Rồi sáng nay ngủ dậy trong đầu chúng ta nghĩ liền, hôm nay mình sẽ thờ phượng, vui quá vui quá. Chứ không phải là hôm nay đi thờ phượng sao nó lẹ dữ vậy, sao mệt dữ vậy. À cái đó không phải là tinh thần đam mê mà Chúa Giêsu có đâu quý vị. Đam mê thờ phượng là sẵn sàng thờ phượng, vào thờ phượng Chúa bằng bất cứ giá nào, bằng cái cơ hội nào Chúa cho chúng ta. Tôi có một cái phone, tôi cũng vô thờ phượng Chúa được. Tôi có một cái laptop, tôi dù ở đâu tôi gọi điện thoại vào tôi thờ phượng Chúa cũng được. Đó là cái tinh thần của Chúa Giêsu đã nêu cho chúng ta ở trong cái việc, cái câu chuyện này. Ngài đi sai các môn đồ đi tìm một cái nơi để chúng ta làm tiệc thánh, để chúng ta làm lễ vượt qua, dự tiệc thánh trước lễ vượt qua. Đó là điều đầu tiên chúng ta học sáng hôm nay. Hãy vâng giữ các lễ nghi của sự thờ phượng, đó là điều đẹp lòng Đức Chúa Trời.
ở trong Matthew đoạn 5 câu 17 và câu 18. Xin chúng ta cùng đọc với nhau trong Matthew đoạn 5 câu 17 câu 18. Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, xong để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự đã được trọn. Thưa quý vị, đọc câu kinh thánh này, chúng ta biết rằng ý muốn của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi trên đất này. Không bao giờ thay đổi trên đất này. Đó là gì? Đó là con cái Chúa phải thờ phượng Chúa, hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thờ phượng. Tôi thích diễn nghĩa ra cái chỗ này, hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Chúng ta thường thường nói cái chữ thánh ở đây đó, là chúng ta suy diễn ra là ngày thánh là bây giờ mình đi thờ phượng xong, mình đi ăn hủ tiếu, mình đi coi phim, mình đi làm. Nhưng không, thưa quý vị, ngày thánh là ngày thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thờ phượng Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn. Đó là ý muốn mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm. Nên nhiều khi anh em bận rộn quá, anh em phải gác công chuyện qua, anh em đi thờ phượng Chúa, rồi anh em đi về, anh em đi làm. Không sao, không có cái gì nó bắt buộc chúng ta và nó là tội lỗi hết cả. Nhưng cái sự đam mê của Đức Chúa Trời đó là Ngài muốn chúng ta để cả ngày đó để thờ phượng Ngài. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thờ phượng. Nếu chúng ta nói ngày thánh thì thánh có một lúc chút xíu mà. Thánh có 2 tiếng đồng hồ thờ phượng xong rồi về làm việc của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta cho đó là ngày thánh, là ngày thờ phượng thì chúng ta sẽ thờ phượng Chúa cả ngày luôn. Cho nên quý vị ơi, hãy học cái tinh thần của Chúa Giê-xu. Ngài là Đức Chúa Trời mà Ngài còn giữ luật pháp, Ngài còn giữ cái sự thờ phượng, giữ lời vượt qua thì huống chi là chúng ta. Cho nên những gì mà chúng ta đang có ngày hôm nay đó, tôi thấy quý vị hình như đã có người Phạm Tuyết Hội Thánh Vườn Nho thì đang ngồi ở trong một cái nhà hình như là cái nhà có mái che mát mát ha, giống như cái nhà hàng vậy đó ha, được thờ phượng Chúa trong nhà hàng luôn. Cảm ơn Chúa. Rồi một bạn Nguyễn Văn Thiệu là ngồi dưới cây thánh giá nè. Đó, được luôn. Đó, quý vị ở bất cứ nơi nào quý vị cũng có thể thờ phượng Chúa được hết. Đây là điều rất là đẹp lòng Đức Chúa Trời của chúng ta. Bé Trúc Quỳnh Hội Thánh Vườn Nho gạch gì ta? Tôi không ra. Rồi, gạch dốc. Dạ vâng. Bé đang ngồi dưới một cái mái hiên, bé thờ phượng Chúa. Đó là điều đẹp lòng Đức Chúa Trời vô cùng. Quý vị hãy tiếp tục giữ điều đó. Đừng bỏ, chúng ta ở... Ngay cả trong tù chúng ta cũng có thể thờ phượng Chúa nữa. Chứ đừng nói trong tù giờ khổ lắm, không có phương tiện gì hết. Thưa quý vị, tôi mới vừa nghe một sư hầu hiếu hạ ở trong một cái dịp ông làm chứng ở trong tù của ông á, 7 tháng bị bỏ vô tù không có một lý do nào hết. Năm 1983 ông bị chánh quyền, năm 1983 ông bị đưa vào trong trại nhà tù và 7 tháng ở trong tù. Rồi thì ông không hiểu tại sao ông bị bỏ vô tù như vậy. Và không có một cái ánh nắng nào chiếu qua đó. Ông bị ngứa, nổi ghẻ và ông phải rờ lên. Ông nghĩ là ghẻ đó, phải lưa ra ánh sáng coi là thấy ghẻ nó mọc đầy người rồi. 7 tháng như vậy, ở trong trại tù. Không hiểu lý do nào. Nhưng mà ông vẫn cầu nguyện và thờ phượng Chúa. Cho đến một ngày kia, ông không còn cằn nhằn tại sao mình bị bỏ vô 7 tháng mà không có lý do, khổ như vậy. Và ông hiểu rằng, bởi vì Đức Chúa Trời muốn dạy ông một cái bài học, đó là sự khiêm nhường. Bởi vì khi mà hội thánh ông tăng trưởng lên 5.000 tín đồ, hôm nay để coi bao nhiêu người, 29 người mà chúng ta nhân đôi đó, là coi như 30, là 60 đi ha, mỗi người ở trong Zoom này có khoảng 60 người đang nhóm đi. Ông có tới 5.000 tín đồ năm 1983. Và khi mà Chúa đưa ông vào trong trại tù 7 tháng ở trong nhà giam không có ánh sáng như vậy đó, thì ông mới hiểu rằng á, là nếu mà ông thành công quá thì ông sẽ kiêu ngạo và sẽ không còn yêu mến cái chức vụ, coi như là không làm vì cái tài năng của mình thôi, chứ không phải là vì kính sợ Đức Chúa Trời và yêu mến Ngài nữa. Cho nên Ngài đưa ông vào nơi đó để ông học tập sự thuận phục Chúa. Rồi từ đó đó hội thánh mới tan ra, mới bị đánh tan ra giống như Jerusalem, và nó phát triển thành cái hệ thống tư gia tới ngày hôm nay đó. Năm 1988, hội thánh được phục hưng từ cái phong trào đó. Những người nhân sự từ hội thánh Trần Cao Vân bị đánh tan ra như vậy. Người trăng bày bị bỏ trong lao ngục và người ta chạy đi khắp nơi. Và hội thánh Chúa được phát triển. Tôi muốn nói cái chỗ này đó, thì bởi vì ông ở trong ngục khám đó, ông đã cầu nguyện với Chúa để vẫn tiếp tục bám lấy Chúa. Chứ không có chán nản, không có bỏ cuộc, thưa quý vị. Ngày hôm nay, Covid có thể là cái lý do để chúng ta bỏ cuộc. Nhiều người bỏ cuộc lắm, không muốn đi nữa. Thậm chí lên trên online cũng không lên nữa. Ở gần chúng tôi, cách chúng tôi 2 tiếng lái xe, thì có một mục sư nói rằng, thưa mục sư, hội thánh của mục sư lúc này nhóm như thế nào? Tôi nói rằng những người cao niên á, thì họ ngại đi nhà thờ. Nhưng mà những người trẻ thì như chúng tôi thì vẫn đi nhà thờ bình thường như là một năm trước.
Thì ông nói là ô ở trên chúng tôi nó khác, người già thì chịu đi nhà thờ nhưng mà người trẻ không chịu đi nhà thờ. Nó hỏi làm sao vậy? Nói bởi vì họ ở nhà quen rồi cho nên họ ở nhà luôn, họ không đi nhà thờ. Quý vị thấy không? Nên cái bài học này cho chúng ta thấy rằng cho dù chúng ta bị con Covid nó tấn công, nó làm cho chúng ta chia, chúng ta không có nhóm chung lại, nhưng mà đây là sự đắc thắng mà Chúa cho chúng ta. Mỗi người chúng ta ở nhà, chúng ta vô Zoom cho nhóm. Quý vị tưởng tượng đi, cái Chúa của con Covid đó, nó sùng lắm á, nó buồn lắm á, nó bị thất vọng kinh khủng, nó phải ra nhà thuốc Tây nó mua thuốc Tây nó uống, mà nhức đầu về cái những cái người mà kính sợ Chúa như vậy nè. Tại sao mình muốn nó ở nhà mà nó không ở nhà, mà nó ở nhà nó không yên nữa, nó vô Zoom nó thờ phượng Chúa. Quý vị thấy quý vị giống Chúa Giêsu không? Cảm ơn Chúa, tiếp tục giống Chúa Giêsu nha quý vị, đừng bỏ cuộc, tiếp tục giống như Chúa Giêsu đam mê thờ phượng Chúa. Ngài phải sai các môn đồ đi tìm chỗ để thờ phượng, đó là giữ lễ vượt qua. Điểm hai nhỏ chúng ta học ở đây đó là gì? Chúa Giêsu ở trong nhu cầu. Câu chuyện này làm nhớ lại lần hoa bánh thứ nhất. Lần này Đức Chúa Giêsu bảo Phi-e-rơ và Giăng hãy đi dọn lễ vượt qua. Chính họ phải đi cho các môn đồ ăn. À, xin lỗi, cho đàn dân đông ăn. 5 cái bánh và 2 con cá được dâng từ đứa trẻ và họ phải đi phân phối cho dân sự. Và lần này bài học tiếp tục diễn ra. Chúa Giêsu sai 2 môn đồ nói rằng các ngươi phải đi tìm chỗ để dọn cái lễ vượt qua cho ta. À, và từ chỗ đó chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu ở trong cái nhu cầu mà Ngài sai chúng ta. Bất kỳ cái nhu cầu nào nó xuất hiện ở trong đời sống chúng ta đó, thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu đang ở trong cái nhu cầu đó để Ngài tập luyện cho chúng ta đó quý vị. Đừng sợ, đừng ngại, bởi vì Ngài đang ở trong cái nhu cầu đó. Chúa có cùng cậu không? Có. Họ đi bằng lòng của Ngài ở với họ đó. Dường như họ phải gánh mệnh lệnh này và phải làm, phải hoàn thành. Nhưng không thưa quý vị, Ngài có chỉ dẫn họ hết. Lần này 2 môn đồ đã chuyển hóa nhu cầu trước mắt thành nhu cầu của Chúa Giêsu qua câu hỏi thầy muốn chúng tôi dọn lễ ấy tại đâu. Giờ mấy môn đồ khôn rồi, lúc đầu thì quỉnh quá, bao nhiêu bánh này làm sao mà hóa ra cho đủ đây. Chúa kêu tụi con đi phát 200 đơn nghe mà cho 5.000 người chưa tính đàn ông thì làm sao đủ. Chúa ơi, vừa khóc dở mà vừa lo lắng. Bây giờ họ khôn hơn rồi. Quý vị, có họ hỏi này, họ hỏi Chúa nè. Câu số 9. 2 môn đồ thưa rằng thầy muốn chúng tôi dọn lễ ấy tại đâu? Lần này 2 môn đồ đã chuyển hóa nhu cầu trước mắt thành nhu cầu của Chúa Giêsu. Đơn giản là Chúa ơi, chuyện này của Chúa, bây giờ Chúa trả lời cho tụi con. Chứ họ không hỏi giờ con làm sao Chúa. Chúa ơi, bây giờ họ hỏi Chúa là Chúa muốn chúng tôi dọn lễ này đâu? Thì chắc chắn là Chúa trả lời rồi. Cho nên quý vị ơi, hãy chuyển hóa cái nhu cầu của chúng ta thành cái nhu cầu của Chúa. Rõ ràng là Chúa đang ở trong cái nhu cầu đó, Chúa phải trả lời cho chúng ta. Đúng không ạ? Nếu mà chúng ta nói, giờ Chúa kêu con đi thì con vâng lời đó, mà con rầu ghê luôn, con không biết là cái chuyện đó nó phải như thế nào. Cho nên bây giờ Chúa khó làm căng con quá đi. Nhưng mà 2 môn đồ hỏi liền. 2 môn đồ không có khờ như mấy ông trước nữa, không có khờ, không có khó khăn như Philip với lại Andre nữa, mà 2 môn đồ này đã nói Chúa muốn chúng con dọn tại đâu. Thưa quý vị, hãy đến với Chúa Giêsu và nói Chúa ơi, Chúa muốn con làm cái gì trong cái nhu cầu đó. Hãy chuyển hóa cái nhu cầu đó là của Chúa, cho nên Chúa hãy làm cho chúng con là bảo đảm nhất quý vị ha. Vâng, thường thì chúng ta chỉ thấy nhu cầu thôi vì nó quá lớn, nhưng Chúa muốn tập cho môn đồ thấy chính Ngài ở trong cái nhu cầu đó. Như lời của Chúa có chép ở trong Ê-sai đoạn 58 câu 9 phần A. Ê-sai đoạn 58 câu 9 phần A, chúng ta đọc: bấy giờ ngươi cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng, ngươi kêu, Ngài sẽ phán rằng có ta đây. Câu này nghe quen không? Ê-sai đoạn 58 câu 9 phần A, ngươi kêu, Ngài sẽ phán rằng có ta đây. Còn Ê-sai đoạn 6 câu 8 á, thì Chúa hỏi ai đi cho ta. Tôi thưa rằng, có con đây, xin hãy sai con. Trong Ê-sai đoạn 6 á, thì có con đây, xin hãy sai con. Còn Ê-sai đoạn 58 câu 9 á, thì có ta đây. Quý vị thấy lạ không? Khi mà cái nhu cầu đó đã chuyển hóa cho Đức Chúa Trời rồi đó, thì Ngài là đấng phán rằng, có ta đây. Cảm ơn Chúa. Quý vị thấy lạ không? Cùng trong Ê-sai cách nhau có mấy chục đoạn thôi. À, bây giờ thì nhu cầu của chúng ta thành chuyển hóa thành nan đề, thành cái nhu cầu mà Đức Chúa Trời sẽ ứng cho chúng ta. Đọc lại cho quý vị trong Ê-sai đoạn 58 câu 9a nha. Hấp dẫn.
Bây giờ ngươi cầu Đức Giê-hô-va sẽ ứng. Ngươi kêu Ngài sẽ phán rằng có ta đây. Nhưng mà không có xin hãy sai ta, mình đâu có lãi gì đâu, mình hãy sai ta. Có chúng ta thưa với Ngài xin hãy sai con, nhưng mà chúng ta thưa với Chúa, chúng ta kêu thì Ngài sẽ phán rằng có ta đây. Rõ ràng cái nhu cầu của chúng ta bây giờ là nhu cầu của Chúa. Cho nên khi Chúa kêu chúng ta làm gì đó, chúng ta xin Chúa giúp đỡ con đi. Bởi vì cái này không có Chúa đó, thì con là không được đâu. Xin Chúa thêm sức cho con, để con hoàn thành. Như vậy thì lúc nào nhu cầu cũng có đó quý vị ha. Nhớ rằng hãy đam mê cầu nguyện giống như Chúa của chúng ta và thờ phượng Chúa của chúng ta. Điều thứ hai chúng ta học ở trong bài học, người đàn ông cho Chúa mượn nhà. Người đàn ông cho Chúa mượn nhà là ở đây chúng ta thấy cái sự vâng lời của ông đó đã tạo nên những kỳ tích. Hãy mà nói những kỳ tích đó là Kinh Thánh nhắc lại. Chúng ta không có biết tên của người đàn ông này, nhưng mà các nhà thần học thì giải thích rằng người đàn ông này có lẽ là một môn đồ của Chúa Giê-xu, cho nên ông có một cái cuộc nói chuyện với Chúa trước đó. Cho nên là ông đã đồng ý với gì đó quy ước với Chúa rồi, nhưng mà chúng ta không biết những cái việc đó như thế nào. Bởi vì Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu của chúng ta cũng có thể biết trước mọi điều và Ngài sẽ phán, sẽ ra lệnh. Nhưng mà ở đây á thì cái người đàn ông này đó đã vâng lời Chúa và nó đã tạo nên những kỳ tích như thế nào. Từ câu 10 tới câu 13 nha quý vị. Ngài đáp rằng khi các ngươi vào thành sẽ gặp một người mang vò nước, hãy theo người vào nhà và nói cùng chủ nhà rằng: thầy phán cùng ngươi rằng phòng khách là chỗ ta sẽ ăn lễ vượt qua với môn đồ ta ở đâu. Đối với quý vị đó, quý vị có sẵn sàng quý vị nghe lời không? Cái này sao mà thấy căng quá vậy? Con đâu có biết ông nào đâu, có trong thành phố biết bao nhiêu là cái người đem vò nước, mang vò nước, mà làm sao mà nhận ra được cái người nào mà con hỏi lộn người sao? Sao Chúa bắt con làm điều này? Yên tâm quý vị, khi mà Chúa kêu chúng ta làm gì là Chúa có mục đích, Chúa có lý do, Chúa có câu trả lời quý vị ơi. Lễ tiệc thánh đầu tiên, thứ nhất chúng ta học về cái điều này đó là nó không bị cản trở. Cái kỳ tích đầu tiên á là không bị cản trở, quý vị biết tại sao không? Vì cách Chúa Giê-xu chuẩn bị cho lễ vượt qua chứng tỏ rằng Ngài biết những âm mưu đang được bày ra. Ngoài Chúa Giê-xu, Phi-e-rơ dăng thì các môn đệ không biết bữa tiệc sẽ được tổ chức ở đâu. Mãi cho đến khi vào phòng cao họ mới biết. Chúa Giê-xu phải làm điều này á là để bảo toàn cái tính an toàn cho cái buổi lễ vượt qua, cái tiệc thánh vượt lễ vượt qua này. Bởi vì Giu-đa mà biết á là những cái thầy tế lễ kia biết nó đến nó quấy phá và cái chương trình của Đức Chúa Trời sẽ không xong hoàn thành được. Cho nên nó có một cái sự bí mật ở đây, cái câu chuyện nó là như vậy đó, để cho chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu biết hết mọi điều rồi. Và ít nhất cái kỳ tích đầu tiên mà đã được lập nên đó là cái lễ vượt qua được bảo vệ bí mật. Ngày hôm nay chúng ta cũng cần có những cái kết ước với Chúa và có những cái điều để bảo mật. Không phải cái gì chúng ta cũng phải tung lên, cái gì chúng ta cũng hê lên cho người ta biết. Chúng ta phải bảo vệ nhau. Chúa Giê-xu cũng nêu lên cái tinh thần bảo mật, bảo vệ nhau quý vị. Cái đó là cái cách khôn ngoan để mà cho chúng ta nhóm lâu hơn, chúng ta trường kỳ hơn, chứ không phải cái gì cũng hoạch tẹt hết trơn, nói hết trơn. Quý vị ơi, xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan để chúng ta giữ bí mật, bảo vệ nhau ha. Tôi nhớ có một điều này, cái này khoảng mười mấy năm khi mà tôi còn ở Việt Nam đó, thì có một cái viên cảnh sát điều tra, họ mời tôi lên nói chuyện, rồi hỏi tôi về những đầy tớ khác. Họ yêu cầu tôi phải hợp tác để tôi phải nói về những cái công việc của những mục sư này, mục sư kia cho họ nghe. Thì tôi không đồng ý, tôi không hợp tác. Tôi nói nếu anh muốn biết á, anh cứ gặp những người đó, anh nói tôi không thể nào nói cái bí mật của đồng lao tôi cho mấy anh biết được. Thì họ hạ cấp xuống một chút xíu, họ nói như vậy thì ông có thể hợp tác với chúng tôi là báo cho chúng tôi biết có những cái hoạt động nào mà sắp diễn ra giữa các ông với nhau á, cho chúng tôi biết. Thì tôi nói không, ông muốn biết, ông đến gặp cái nhân vật đó thì họ sẽ cho ông biết. Chúng ta hãy bảo vệ nhau và giữ nhau, chứ không phải đập bàn cái để em khai hết rồi đủ thứ chuyện để em khai hết, em Chúa dạy em phải thành thật cho nên em nói hết. Quý vị ơi, quý vị làm như vậy là chúng ta hại anh em của mình, theo quý vị. Cái này là có sự trang bị cho chúng ta. Quý vị thương một sĩ Thắng không? Quý vị thương cô Tường Vân không? Quý vị thương anh Mỹ không? Quý vị thương tôi không? Quý vị thương bố Tám An không? Quý vị thương hết mọi người phải không ạ? Quý vị phải bảo vệ họ. Chúa Giê-xu nêu cái tinh thần đó, hãy bảo vệ môn đồ của mình, hãy bảo vệ bà con
dân sự của Chúa. Đây là một cái điều mà chúng ta học ở đây, cái kỳ tích đó là bảo vệ được cái sự nhóm lại vào cái đêm Chúa Giêsu bị nộp đó quý vị, không bị hé lộ, không bị lộ. Yeah. Và ông Phi-rơ và Giăng đã thực hiện chính xác những chỉ dẫn của Chúa Giêsu. Sự vâng lời của chúng ta ngày nay làm theo những gì đã chép trong Kinh Thánh, chúng ta cần phải áp dụng điều đó. Châm ngôn đoạn 4 câu 20, hỡi con hãy chăm chỉ về các lời ta, khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta, hãy chăm chỉ nghe các lời của Chúa và nghiêng tai giữ lấy những lời của Đức Chúa Trời. Đó là nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay. Cái điều kế tiếp chúng ta học ở đây, ở trong cái phần sự vâng lời tạo nên kỳ tích đó, chủ nhà là một môn đồ của Chúa Giêsu. Thì chúng ta thấy cái người mà khiêng vò, cái người mà mang vò và cái người chủ nhà đó cũng giống như là một môn đồ của Chúa. Quý vị nhớ cái câu chuyện là cũng có cái người môn đồ mà cho Chúa mượn con lừa để cởi vào thành Jerusalem không? Ở trong Luca đoạn 19 á, câu 28 đến câu 34, người đàn ông vô danh này là một môn đệ của Chúa đã chuẩn bị dọn dẹp mình, nhà mình để Chúa dự lễ cuối cùng của Ngài. Như vậy thì chúng ta thấy cái câu chuyện này nó cũng giống như cái câu chuyện mà người đàn ông cho Chúa mượn con lừa để mà hoàn thành được cái mục đích của Chúa Giêsu. Như vậy thì câu hỏi cho quý vị nè, hôm nay hiện nay thì quý vị đang có gì trong tay? Quý vị có gì, quý vị có sẵn sàng cho Chúa mượn không? Tôi cảm ơn Chúa là ở đây có Thanh Sang Huỳnh. Thanh Sang Huỳnh có đây không? Thanh Sang Huỳnh, Sang Huỳnh đây. Sang Huỳnh là một người học trò của tôi, cách đây cũng mười mấy năm thì Sang Huỳnh có khả năng về đàn. Và tôi thấy Sang sắm nhiều đàn lắm. Và tôi nói với em rằng, Sang ơi, Hội Thánh Vườn Nho đang thiếu một người đàn. Sang ơi, Sang đàn cho Hội Thánh nha. Thì cách đây mấy năm thì Sang bận rộn quá, Sang không có để ý cái câu, cái lời mời của tôi. Bởi vì tôi thấy Vườn Nho đang cần người đàn, với lúc đó là người này người kia đi, không có đàn được. Nhưng mà tự nhiên cách đây mấy tuần thì tôi nói Sang ơi, Sang đàn cho Hội Thánh nha. Thì bây giờ Sang đã đồng ý. Nhưng mà hôm nay vì lý do chúng ta không đến được thì chưa có thực hiện được cái kết ước đó với một sự thắng với Hội Thánh Vườn Nho. Nhưng mà qua cái điều đó đó thì tôi rất là được khích lệ là nếu chúng ta có nhà, chúng ta cho Chúa mượn nhà. Nếu chúng ta có đàn, chúng ta cho Chúa mượn đàn. Nếu chúng ta có xe, chúng ta cho Chúa mượn xe. Có phải tại Chúa không có xe không? Có phải vì Chúa không có đàn không? Quý vị nghĩ không? Có phải gì không? Không. Nó nói lên cái tấm lòng sẵn sàng của chúng ta. Tôi cảm ơn Chúa lắm quý vị. Tôi có gì ai mượn tôi cho mượn. Mà mượn nhớ trả. Mà phải trả cho nó tốt. Trả cho tốt. Còn nếu mà trả không tốt thì trả tiền. Đền. Phải bảo quản đồ của người ta. Mình mượn mình phải bảo quản đồ của người ta. Nhưng chúng ta cho mượn á thì chúng ta có đó thì chúng ta hãy cho mượn. Người đàn ông này có căn nhà cho Chúa mượn nhà. Và cái điều lý thú nữa đó. Mà chút nữa chúng ta nói đó. Tại sao Chúa sai những cái người đàn ông này đi vào thành mà họ nghĩ rằng đi vào thành khó lắm? Tại vì chỉ có đàn bà mới mang cái vò nước thôi. Ngày xưa mà đi lấy nước chỉ có đàn bà, phụ nữ thôi, không có đàn ông. Nhưng mà đặc biệt cái ngày hôm đó, cái ông chủ nhà này vì Chúa, ông cho ông đi lấy nước. Và Chúa nói rằng cái người nào mà đem cái vò nước ra ngoài mà đi lấy nước là chính là cái người đó cho mượn nhà đó quý vị. Cho nên quý vị thấy Chúa đặc biệt không? Bữa đó là cái người vợ ông là đi lấy thì coi như bể hết trơn rồi. Nhưng mà không, ông đi lấy nước. Ông vâng lời Chúa đã đi lấy nước. Thậm chí chúng ta bị mất đi cái danh tiếng, cái thanh danh luôn. Đàn ông mà đi lấy nước. Chuyện đó chị phụ nữ. Đàn ông mà đi rửa chén. Có được không? Bà xã mới đi rửa chén. Đàn ông mà rửa chén, đàn ông giặt giũ. Bà xã mới giặt giũ. Không, đàn ông hiện đại. Người Mỹ có một câu rất hay. Người đàn ông đích thực là người kính sợ Đức Chúa Trời. Một cái câu nói của người Mỹ. Men, real men fear God. Real men fear God. Người đàn ông đích thực là người kính sợ Đức Chúa Trời. Mà người kính sợ Đức Chúa Trời là người đàn ông đích thực. Người kính sợ Đức Chúa Trời là người làm những gì Chúa sai. Chúa sai cái ông đem cái vò nước đi á. Cái chuyện đó của phụ nữ đàn bà. Ông đem, ông đi đâu? Ông để cho vợ ông nghe lời tôi. Người hàng xóm ra kêu đang nghe lời tôi. Con trai đàn ông mà đi lấy nước cho vợ. Đi xách nước, đi giặt giũ cho vợ. Nó tôi thích làm đó. Chúa kêu tôi làm. Làm gì tôi? Và ông đã được ghi tên vào Kinh Thánh. Thế vậy, ông ghi được cái câu chuyện, ông không có để tên ông chứ ở trong cái Kinh Thánh. Tên, ông có tên nha quý vị, vô danh. Nhưng mà hễ mà nhắc đến câu chuyện này thì biết rằng đã có một người mang vò nước đi ra ngoài thành lấy nước về và cho Chúa Giêsu mượn nhà. Quý vị ơi, chúng ta có thể cho mượn xe, cho mượn máy móc,
cho những cái phương tiện chúng ta đang có, vân vân và vân vân, để làm chi? Để công việc Chúa được hoàn thành. Nha quý vị, nếu mà hội thánh cần thì hãy nói lên với Chúa rằng con sẵn sàng đáp ứng. Đừng có cất giấu cái gì hết trơn, bởi vì Chúa sắp đến rồi. Chúng ta cất giấu thì chúng ta cũng để lại à. Khi mà quý vị được cất lên á, quý vị nhìn cái nhà quý vị đâu có tiếc. Tại vì nó sẽ để dành cho lửa. Mà cái gì chúng ta để dành thì nó để lại cho lửa chứ gì nữa. Không xài. Có những người mà mua đèn á, tôi nói thiệt quý vị, tôi nói thiệt luôn nha. Hồi xưa tôi cũng bị rơi vô cái đó. Mua cái đèn quý quá, không đèn đâu. Quý biết làm gì không? Tôi lấy ví dụ luôn nè, tôi có cái đèn nè. Cây đèn là để đèn phải không? Tôi lấy bao ni lông tôi bọc lại hết trơn à. Rồi sao đèn? Khổ ghê vậy đó. Rồi mới lấy cái lưỡi lam á, rọc ra như vậy, rồi mới chừa cái phím ra rồi đèn. Tới hồi mà mình có cái đèn mới á, mình bán cái đèn cũ á, đâu có bán được giá đâu. Mà mình đi mình chạy chút xíu mình cũng xót rồi, đờn rồi mình xài lâu năm rồi, mình phải ráng giữ để cho nó mới, cuối cùng bán đâu có được giá đâu quý vị. Trong khi Chúa cho mình một cái cây đàn như vậy thì mình phải hưởng thụ nó, mình chơi hết mình. Mượn không? Hội thánh mượn, cho mượn luôn nè, cho mượn này kia nọ. Rồi thì Chúa sẽ cho chúng ta cái mới. Phải không à? Cho nên mình làm dữ dội lắm, cuối cùng bán. Cuối cùng tôi thấy mình giữ đồ kỹ dễ sợ mà cuối cùng nó bán nó rớt cái giá xuống. Thôi vậy thôi mình hưởng thụ nó đi, ngay từ đầu đi. Đối với Chúa cũng vậy đó. Chúng ta có một cái gì đó nó mới hả? Chúa cần đem ra, Chúa dùng đi, con cho Chúa mượn luôn. Có một người trong Kinh Thánh tuyệt vời lắm. Bà nói, con cho Chúa mượn con của con đó, trọn đời nó. Đố quý vị biết ai đó, có ai nhớ không? bà mẹ của ai? Mẹ của tiên tri Samuel. Đúng rồi, anh Mỹ nó đúng rồi. Nghe anh Mỹ nhép nhép là biết rồi, không bảo Michael là tôi cũng biết nữa. Samuel. Đúng rồi, phải không à? Bà nói là, Chúa ơi, con cho Chúa mượn nó trọn đời nó luôn. Và Samuel đã trở thành một vị tiên tri trước và sau ông, không có người nào đặc biệt. Quý vị ơi, quý vị có muốn như vậy không? Quý vị có muốn à? Ôi, tôi cảm ơn Chúa trong Hội Thánh Vườn Nho đó. Tôi thấy đi nhiều nơi rồi, tôi thấy không có ai thổi cái sofa hay như Vườn Nho. Ở đây gần như có anh Phong phải không? Có anh Phong ở đây không? Có phải không? Dạ. Thì tôi khen, bởi vì tôi nghe nhiều tiếng kèn lắm rồi. Hello anh Phong. Hello. Tôi nghe nhiều người thổi lắm rồi, nhưng mà không có ai thổi như anh Phong. Cảm ơn Chúa. Anh đã cho Chúa mượn cái hơi, cái tiếng kèn sofa của anh tuyệt vời lắm. Chứ mà anh nói, ta là số 1, không ai thổi như ta, chỉ có Vườn Nho thôi. Hội thánh khác mời, cái đại hội nào mời, tôi chỉ cho Vườn Nho thôi. Ha. Cho nên anh đã có mặt ở khắp mọi nơi để phục vụ Chúa và để dâng tiếng kèn của mình cho Chúa. Hư cái cây kèn đó, Chúa cho cây kèn khác, nhưng mà Chúa lại đưa anh lên một cái vị trí cao hơn. Quý vị không? Cảm ơn Chúa quý vị. Cho nên tôi khích lệ quý vị nha. Có cái gì mà Chúa cần, hãy cho Chúa mượn. Amen. Như vậy thì chúng ta đang nói đến cái câu chuyện đó là người đàn ông cho Chúa mượn nhà. Còn quý vị thì sao? Quý vị có thể để tên quý vị vào. Người phụ nữ cho Chúa mượn phone, người phụ nữ cho Chúa mượn đàn, người cho Chúa mượn dàn âm thanh, đủ thứ hết nha quý vị nha. Chúng ta đi qua phần cuối cùng của bài giảng hôm nay. Vật gì Chúa dùng đều trở thành giá trị, thưa quý vị. Vật gì Chúa dùng đều trở thành giá trị. Từ cái vò đến cái nhà, quý vị thấy không? Cái người đàn ông này đã cho Chúa mượn cái vò và bây giờ cho Chúa mượn cái nhà. Người đàn ông mang vò là một việc không bình thường, chỉ dành cho phụ nữ Do Thái thời đó mà thôi. Tuy nhiên, sự chuẩn bị chu đáo của ông về ẩm thực cùng với phòng ốc để đón tiếp Chúa Giêsu và các môn đồ thật đáng quý. Đó có thể là lý do khiến ông ra đường và mang vò đi chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Cho nên chúng ta hiểu được cái gì mà chúng ta cho Chúa mượn, chúng ta dâng cho Chúa đó, nó đều có giá trị hết. Chúng ta đừng cần mất thời gian để chúng ta so kè, không biết Chúa có đẹp lòng không biết cái đó nó có đáng mà lại anh kia có phone xịn hơn tôi, anh có cái microphone anh mua mắc tiền hơn tôi. Nhưng hội thánh đang cần cái microphone, cho mượn đi, dùng đi quý vị ơi, thì Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho hội thánh thỏa lòng, mà chúng ta cũng thỏa lòng nữa. Cảm ơn Chúa của chúng ta, đừng có tiếc cái gì với Chúa hết á. Trang bị cái điều tốt nhất, tôi có cái tính đó, mà gia đình bên vợ tôi cũng vậy, nó mua cái đồ gì là mua cái đồ cho tốt cho Chúa, đừng có mua đồ tàm tàm quý vị ơi, mua đồ tốt cho Chúa nha. Thì cái gì mà dâng cho Chúa nó cũng đều có giá trị hết, từ cái vò cho đến cái
cái nhà chúng ta cho mượn, Đức Chúa Trời đều đánh giá cao và đẹp lòng về điều đó. Côlôse đoạn 3 câu 23, câu 24. Côlôse đoạn 3 câu 23, câu 24. Hãy làm việc gì hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa chớ không phải làm cho người ta. Vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, hãy hầu việc Đấng Christ là Chúa. Làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Đây là tiêu chí sống của tôi và quý vị cũng vậy quý vị ha. Dạ, không nề hà, không quản ngại khó khăn là điều Chúa mong thấy từ nơi chúng ta. Điều cuối cùng chúng ta học ở đây đó là dù không được biết đến, chúng ta vật gì chúng ta dâng cho Chúa cũng đều có giá trị dù chúng ta không được biết đến. Đấy, cái điều đó nó không quan trọng. Tiệc thánh đầu tiên đã được lập ở một nơi vô danh. Người cho mượn nhà là một môn đồ không được biết đến, không được biết tên luôn. Tuy nhiên, việc ông ấy đàm đã ghi lại dấu ấn trong lịch sử hội thánh. Tiệc thánh đầu tiên đã được lập nên tại nhà của mình. Hồi nãy má của tôi có vô nói đó, hội thánh vườn nho đầu tiên á được mở ra ở khu vườn chuối, phường 5, quận 3, Sài Gòn. Thì căn nhà của chúng tôi cũng đơn sơ lắm. Rồi hội thánh tới nhóm. Quý vị biết á, có những lúc mà người ta mà đến nhà người ta mang đôi dép mà quý á, đôi dép mà quý á, tại vì để sợ mất. Quý vị biết họ giấu ở đâu không? Họ giấu ở đằng sau cái nồi cơm của má tôi nấu á. Mà quý vị biết là nồi cơm mà nấu cơm ăn, mà gia đình chúng tôi thì cũng vệ sinh dữ lắm. Bởi vì biết là giấu ở chỗ cái nồi cơm là không ai lấy hết. Đem nguyên cái đôi dép đi ngoài đường á, giấu ở đằng sau nồi cơm. Có những cái câu chuyện mà chúng tôi kể lại á, chúng tôi mắc cười mà chúng tôi thấy nó quý. Bởi vì chúng ta phải chịu đựng hết á. Chúng ta phải ráng chịu. Nó có những cái chuyện lùm xùm lắm quý vị. Có một ông mục sư đến nói với tôi lúc mà chúng tôi đi học, anh này người Phi Châu. Ảnh đến, ảnh vừa nói, ảnh vừa khóc. Ảnh nói tôi khổ lắm. Tại vì ở Phi Châu mà, ở ngoài Việt Nam nha. Ở Phi Châu á, người ta cũng, cuộc sống người ta cũng thấp lắm. Người ta không có cao. Nói nhà tôi mỗi lần mà tiếp khách á, là họ đi về đó là không còn gì ăn hết trơn á. Thì mọi người trong lớp hỏi, ủa sao vậy? Mình có phòng riêng hay là mình có chỗ mình cất không? Không, họ tới họ tự nhiên lắm. Họ mở tủ lạnh ra, có gì họ lấy ra đó ăn hết. Cho nên vợ con tôi không còn cái gì ăn hết trơn à. Mà cái đó 10 năm trước tôi nghe kể cái câu chuyện như vậy đó, ở bên Phi Châu á. Thành ra anh em mình khắp nơi đều phải trải qua những cái sự hy sinh và những cái mất mát nho nhỏ đó. Nhưng mà quý vị ơi, cái điều đó nó rất là giá trị trước mặt Chúa. Và nghe nói bây giờ thì những người này đã thành công, giàu có, phước hạnh lắm. Đó, quý vị thấy không? Đó. Những gì mà Chúa đãi chúng ta đó là từ cái số 0, cái không có gì mà chúng ta dâng cho Chúa, nó có giá trị và Đức Chúa Trời ban thưởng cho chúng ta như là những gì chúng ta có ngày hôm nay. Không phải tự nhiên mà gia đình chúng tôi được phước như vậy đâu quý vị. Quý vị muốn biết cái câu chuyện đó, từ nhiều khi tôi nghe vợ tôi tối nàng thủ thỉ cho tôi nghe, lâu lâu tôi cũng nghe nàng thủ thỉ. Đó là xưa ba má em sao, ba má em nấu ăn, ba má em đang nấu là các anh em, anh Thắng, chị My, lúc chị My còn sống. Rồi quây quần lại với nhau chuẩn bị ăn cơm, rồi ký có một cái người hầu việc Chúa tới bất chợt. Ở Việt Nam của chúng ta thì có cái văn hóa là tới bất chợt thì chúng ta cũng phải chịu thôi, chứ ở bên Mỹ là phải phone trước, gọi điện thoại trước rồi mới tới. Nhưng mà tới bất chợt thì tôi hỏi sao em, thì ba má nói tụi con đi ra để cho họ ăn. Tôi nghe kể tôi khóc, tôi thấy khóc trong lòng, vì tôi thương quá, thương gia đình bố Tám, thương vợ con và Phương, thương cô Diễm, thương các anh chị em trong nhà mà hồi nhỏ. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại coi, những cái việc đó đó quý vị thấy, ai cũng thành danh hết, ai cũng được phước hết, ai cũng được Chúa ban phước dư dật. Cảm ơn Chúa. Thì những cái câu chuyện nho nhỏ đó cho quý vị thấy rằng bố mẹ Tám đã làm gương cho chúng ta tới ngày hôm nay. Ở nhà không có đủ ăn đâu, rồi thì phải chia sẻ. Cái này thì quý vị bữa nào nghe Thắng kể còn hay hơn tôi kể nữa. Chú Thắng, một sư Thắng biết nhiều hơn tôi chỉ nghe vợ kể lại, nhiều khi tôi fantasy tôi kể thêm nhiều khi không có đúng. Nhưng mà quý vị nghe một sư Thắng ở trong gia đình kể đó thì quý vị sẽ thấy được cái sự hy sinh, sự dâng hiến của chúng ta luôn luôn được Đức Chúa Trời biết đến và Ngài thưởng cho chúng ta. Như vậy thì cái bài học của chúng ta hôm nay là như vậy. Chúng ta thấy cái tựa đề là người đàn ông cho Chúa mượn nhà. Quý vị cho Chúa mượn cái gì? Quý vị hãy hỏi điều đó với Chúa ngay giờ này. Ha quý vị, nếu Chúa cần thì chúng ta sẽ cho Chúa mượn cái gì? Dâng cho Chúa cái gì? Và những gì chúng ta làm á thì Đức Chúa Trời sẽ thưởng lại cho chúng ta. Amen. Cảm ơn Hội Thánh đã lắng nghe. Amen, amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ thờ phượng Chúa, sau đó mời chị Dương
sẽ cầu nguyện theo lời Chúa. Hãy đến với Ngài, hãy dâng vinh hiển với yêu thương. Thật ra khi mình biết ơn Chúa thì tất cả những gì mình dâng cho Chúa nó không có giá trị. Follow đã dâng cho Chúa cả cuộc đời mình bởi vì ông đã biết ân điển của Chúa. Chúng tôi hầu việc Chúa được bởi vì chúng tôi hiểu ân điển của Chúa. Amen, amen. Những gì mình có nó thuộc về Chúa. Cho nên khi mình giao cho người khác thì đó là phước hạnh. Dạ. Khi mình có gì mình chuyển giao cho người khác bởi vì mình muốn biết rằng họ cũng được nhận ân điển của Chúa để sau này đem tình yêu đó đến cho người khác. Anh chị em hãy dâng vinh hiển với yêu thương. Amen, cảm ơn Chúa, phải Chúa. Đến với Ngài, dân hiến hiến với yêu thương. Chúa Giêsu, con luôn tái dương Ngài. Với Giêsu, lòng hiến đến hiến hiến cho Chúa, vì Ngài đã hy sinh cho chúng con. Vì Ngài được tin mến với đàn yêu thương, vì Giêsu xin em thế giới muôn loài. Chúng con đây liền hát khen tôn Chúa là vô thắng, chiêm than vinh quang trong thiên về. Chúa, con yêu Ngài, con yêu Ngài. Chúa Giêsu, chúng con ngợi khen. Chúa Ngài, Chúa Ngài, Chúa Giêsu, lòng con xin dâng lên lời ngợi khen. Chúa, Chúa, con yêu Ngài. Chúa Giêsu, chúng con ngợi khen. Chúa Ngài, Chúa Giêsu, lòng con xin dâng lên lời ngợi khen. Lòng con xin sau khi chị Dương cầu nguyện xong mời anh Ân cũng sẽ đại diện hội thánh ở Arizona cầu nguyện. Dạ mời chị Dương. Dạ được mở mic được rồi chị Dương. Dương hay chị Dương? Chị Dương à? Dạ chị cầu nguyện. Dạ, mời dạ, chị cầu nguyện. Trước khi cầu nguyện thì xin cho phép tôi nói lời là amen. Cảm ơn Chúa là sáng hôm nay được gặp một sự giảng đông với chúng mình. Và lời Chúa đã dùng bông nhắc nhở là chúng ta có cái gì, chúng ta cho Chúa mượn cái gì. Thì tôi mới nhớ là đến năm 2015 đó, thì khi đó con tôi học đàn, rất là ham học đàn, nhưng mà tôi thì không có cái điều kiện, không có điều kiện mua đàn, ngay cả cái tiền học đóng học phí mà tôi cũng không có đủ để đóng nữa. Thì khi đến hội thánh Vườn Nho nhóm đó, thì sau cái giờ nhóm thì tôi nghe một sư thánh nói là mục sư Giang Đông đồng ý cho con cùng mượn cái đàn để tập vợt, tại vì tôi không có khả năng mua đàn. Thì lúc đó tôi rất là cảm ơn Chúa, bởi vì cây đàn lúc đó đối với gia đình tôi nó là một cái gì đó quá quá lớn. Tiền đàn, còn học đàn không có thể đóng được, thì làm sao có tiền để mà mua cái đàn. Thì
tôi vui mừng lắm á, ông bà anh chị em. Amen. Khi mà tôi thấy được cái Facebook của mục sư Giang Đông á, tôi kết bạn lại à. Amen. Kết bạn lại, nhưng mà cảm ơn Chúa là ổng cũng đồng ý kết bạn. Thì tôi có nhắn vô là cảm ơn Giang Đông đó, lúc đó tôi không biết tôi làm sao. Cảm ơn anh Giang Đông là đã cho con tôi mượn cái đàn để tập vợt để sau này cầu việc Chúa. Và tôi cũng có hứa là cũng giống như hồi nãy ông chia sẻ là cho Chúa mượn cái món đàn đó. Và sau đó thì con tôi cũng có góp phần được cho Thánh Thần Thường Nho trong cái việc đàn. Nhân đây là cảm ơn Chúa và cũng cảm ơn mục sư Giang Đông một lần nữa là ông đã sẵn sàng cho Chúa mượn. Amen. Để qua đó mà con tôi được tập vợt và viết đàn. Và cũng cảm ơn Chúa là sau này thì Chúa cũng cho gia đình mua được cây đàn để cho cháu nó đàn và thờ phượng Chúa tại nhà nữa. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, và bây giờ xin Hội Thánh nhiệt ký với tôi trong sự cầu nguyện. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì lời của Ngài sáng hôm nay tức tỉnh mỗi chúng con. Chúa đang hỏi với chúng con là chúng con cho Chúa mượn cái gì. Dễ lắm mà chúng con có những cái điều quý giá mà chúng con Chúa ban cho chúng con mà chúng con không biết ơn Ngài. Chúng con cứ giữ khư khư điều đó cho chính mình mà không biết cho Chúa mượn, cho Chúa sử dụng để làm lợi ích con. Hội thánh của Ngài trên đất này, Chúa ơi, chính mình con không có gì để cho Ngài mượn, con chỉ biết cho Ngài sử dụng, mượn cuộc đời của con để sử dụng cho vương quốc Ngài trên đất này. Xin biến đổi và sử dụng con theo thánh ý của Ngài, Chúa ơi. Amen, amen. Và xin Ngài cũng đặt điều này, đặt câu hỏi này trong lòng của mỗi anh chị em chúng amen, con. Amen. Cảm ơn Chúa. Nội dung sáng hôm nay để chúng con trả lời với Chúa là chúng con sẽ cho Ngài mượn gì. Amen. Cảm cái ơn điều Chúa. Mà Ngài cho chúng con cho Ngài mượn vốn đã thuộc về Ngài rồi. Amen. Cảm ơn Chúa. Ngài cần cái tấm lòng biết ơn của mỗi chúng con để dâng lên cho Ngài những ân tứ, những ta lân để Chúa vui lòng sử dụng cho công việc của Ngài trên đất này. Amen. Ai biết đàn, hãy dâng ngón đàn đó. Ai biết thổi kèn, hãy dâng cái ân tứ đó lên cho Ngài để làm. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Xin tiếp tục sử dụng mỗi một chúng con. Và giờ này ai trong bọn chúng con có tấm lòng biết ơn Chúa, dâng cái điều mình có lên cho Ngài, xin Chúa vui lòng nhận lấy như một của lễ có mùi thơm dâng lên cho Ngài. Amen, amen. Cảm ơn Chúa. Phải và Ngài sẽ biến đổi khỏi chúng con, Ngài sẽ sử dụng những ân tứ đó để làm ích lợi. Amen, amen. Cảm ơn Chúa. Phải Chúa. Cảm ơn Ngài vì sứ điệp đơn sơ trưa hôm nay đã đánh động vào tâm lòng của mỗi chúng con. Chúa ơi, xin Ngài giúp đỡ để chúng con cũng noi gương cái người đàn ông trong câu chuyện này. Chúng con sẵn sàng dâng những điều gì khi hội thánh cần, cha ơi, con cảm ơn cha. Ai có ân tứ, ai có tiền bạc, ai có của cải, hãy vui lòng dâng cho Chúa, bởi vì ngày của Chúa đã gần rồi. Chúng con đừng giữ lại những điều gì cho mình, nhưng phải biết tiến dâng cho Chúa, bởi vì Ngài đã vì chúng con, Ngài chịu chết và hy sinh để chuộc tội cho chúng con. Amen, amen, amen. Bởi sự hy sinh của Ngài, chúng con được hưởng sự sống đời đời nơi nước thiên đàng. Cha ban, con cảm ơn cha. Xin tiếp tục ban ơn và bổ sức mới cho mục sư Giang Đông. Amen. Ơn cả thêm ơn phước cạn thêm phước và cho chúng con được gặp lại nhau trong những ngày tới qua những cái sứ điệp nữa mà Đức Thánh Linh muốn phán dạy với chúng con. Còn tạ ơn cha. Cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Giêsu chúng con ngợi khen. Giêsu lòng con xin dâng lên Ngài ngợi khen, lòng con xin dâng lên Ngài ngợi khen, lòng con xin dâng lên Ngài ngợi khen. Hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Dạ, xin mời anh Ân sẽ cầu nguyện theo lời Chúa sớm nay qua tới ngày mục sư Giang Đông. Dạ, xin quý ông bà anh chị em hiệp ý với ông trong lời cầu nguyện. Amen. Cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay ở Việt Nam và buổi tối bên Mỹ.
qua sứ điệp của mục sư Giang Đông, lời dạy của Ngài với chúng con rằng chúng con có những gì để chúng con cho Chúa mượn, Chúa ơi. Và chúng con thấy rằng qua cuộc đời của Chúa Jesus Christ, Ngài đã hy sinh mạng sống của Ngài để Ngài cứu một gia đình rộng lớn qua điều đó, và cho chúng con thấy cái gương của Chúa để chúng con cũng bước đi với Ngài, để chúng con sẵn lòng để dâng cho Chúa. Bởi vì chúng con dâng cho Chúa, chúng con sẽ không mất, mà chúng con thấy rằng những cái phước hạnh nó lại nhân lên. Những cái gì chúng con có, chúng con giữ lại thì có thể nó sẽ mất, nhưng những gì chúng con dâng cho Chúa thì chúng con sẽ nhân lên. Xin giúp để chúng con nhận lãnh bài học này trong đời sống chúng con, để chúng con đi với Chúa và sẵn lòng để xây dựng một vương quốc, Chúa ơi. Vương quốc không bao giờ bị hủy diệt, và chúng con thấy rằng vương quốc càng ngày càng phát triển ra. Xin sứ điệp này được ấn chứng trong lòng mọi ông bà anh chị em chúng con và chính mình con, để chúng con xây dựng vương quốc Chúa ở bất cứ nơi nào chúng amen, con sinh sống. Cảm ơn Chúa. Này, Chúa ơi, trước ngày sự trở lại lần thứ hai của Ngài, bởi vì chúng con biết rằng thời điểm chúng con sống trên đất này có giới hạn, và chúng con biết rằng sự trở lại của Chúa Jesus Christ là chắc chắn. Và qua sự hy sinh của Ngài và sự bày tỏ và tình yêu của Ngài không bao giờ kết thúc, thì cho chúng con cũng sống và nhờ cậy Chúa và tình yêu của Chúa mà chúng con cũng sẽ không ngưng nghỉ, và tiếp tục yêu những người xung quanh chúng con, và tiếp tục rao giảng tin lành của Chúa và mở mang vương quốc Chúa đến khi Chúa đến, Chúa ơi. Và xin Ngài Chúa, xin Chúa ở cùng ông bà chị em chúng con và gìn giữ ông bà chị em chúng con bên Việt Nam trong thời điểm khó khăn này, bệnh dịch, và xin Ngài chữa lành, bày tỏ quyền năng của Ngài như Ngài đã làm ở trong quá khứ, và hiện tại chúng con cũng thấy Ngài làm điều đó. Xin bày tỏ sự hiện diện của Ngài trong đời sống của ông bà chị em chúng con như lời hứa của Chúa rằng Ngài sẽ ở với chúng con cho đến tận thế, Chúa, để chúng con luôn nhờ cậy Chúa. Chúa là nguồn cung ứng mọi nhu cầu đời sống chúng con, cho dù đó là tài chính, cho dù đó là bệnh tật, cho dù đó là sức khỏe hoặc bất cứ điều gì mà chúng con cần, Chúa ơi, Chúa là nguồn đó. Nên chúng con biết rằng Chúa là nguồn phước, thì chúng con không có sợ rằng chúng con cần phải giữ lại những gì, như con phải dâng cho Chúa để Chúa nhân ra hơn, để làm phước hạnh cho người khác. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Khi tôi bị ép không, như là bị dính Covid, thì thấy là ồ, hội thánh không thể nào nhóm lại được, là trách nhiệm này của con lớn lao quá Chúa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, sáng nay nhờ dính Covid như vậy cho nên không có nhóm được tại hội thánh, mà lên Zoom, cho nên mục sư Giang Đông có thể nhìn thấy một anh Thức á. Có thấy chú Thức không? Đông có thấy chú Thức không? Thức Trần, Thức Trần. Thức chào Giang Đông cái. Thức đâu rồi? Người cũng ngày xưa ở Vườn Nho rất là lâu rồi. Chú Thức đâu rồi? Hello, hello chú Thức. Yeah. Chú Thức mở mic lên chào Giang Đông chút xíu. Chú Thức mở mở mic lên. Ai thể mở mic lên. Hello chú Thức, vui quá. Chú Thích mở mở mic lên, chú Thích ơi. Không sao đâu, không biết thì thôi, không mở được đâu. Chú Thích biết mở cái mic lên, micro để nói chuyện không? Ai có thể mở giùm cho chú Thích cái micro để chú Thích chào Giang Đông cái. Đây là một trong những anh chị em cũng lâu lắm ở Vườn Nho đó. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Chứ không mở được. Từ phía bên Phú Nhuận lẫn. Dạ, amen, amen. Dạ. Giang Đông hình như một sư Giang Đông đã dạy giáo lý bắp tem cho ở nơi này thì đúng không? Dạ, yeah. Bị cảnh sát bắt ngay nhà của chú Thức luôn đó. Yeah. Rất là nhiều kỷ niệm hôm nay, cảm ơn Chúa đi. Giờ tôi bị Covid nhưng mà tôi không có cảm giác là mình bị gì anh chị em. Rất là bình thường thôi. Cảm ơn tôi Chúa. Thấy rằng chảy mũi và tôi tại vì tôi dặn hội thánh là ai mà có bất thường gì trong thân thể thì đi test Covid. Tôi cũng vậy, tôi phải là đi test liền. Và khi ở nhà tôi test thấy, bị hai vạch rồi. Mình có vấn đề rồi, tôi đến bệnh viện test lần nữa, dương tính. Nhưng chẳng có gì hết, chị em khỏe, bình thường. Cho nên chúng ta là những người đập Covid, chúng ta là những cầu nguyện, Chúa quỷ phá. Dĩ nhiên, Chúa cho phép đó xâm nhập vào đời sống chúng tôi để chúng ta có cớ ngày hôm nay gặp được rất là nhiều anh em Amen. Trong cái phòng nhóm này. Amen. Amen. Đó. Và cảm ơn Chúa cũng có bà Mục sư Ngọc Anh cũng vào phòng nhóm với chúng ta sáng nay. Xin Chúa ban phước cho bà. Ước ao tôi tới chung sư Giang Đông dành mỗi tháng một lần để mới mình kết nối nhóm chung của hội thánh của sĩ Giang Đông. Dạ, dạ. Chúa ban phước cho sĩ Đông. Amen. Hallelujah. Amen. Dạ. Hallelujah. Hallelujah. Dạ. Rồi, chúng ta sẽ dạ. Dạ, dạ. Chào sĩ Giang Đông. Chị Ánh kìa. Chị Ngọc Ánh chứ phải là bà mục sư Ngọc Anh. Xin lỗi. Mời chị Ánh. Dạ, chị Ánh. Dạ. Chị Ánh để cái camera trên cần không biết. Dạ, vậy là dạ có thêm chị Ánh nữa nè. Dạ, xin Ngọc Anh. Có đôi lời để làm kinh. Dạ, xin chào chú Đông Chào chị Ánh.
học hành của em rồi. À, chào chú thì cũng lâu rồi, gia đình tôi có được ngày hôm nay cũng là nhờ sự dẫn dắt, và nhất là phải nói là phải kêu thầy mới đúng. Dạ. Vì khi mà mới tin Chúa thì chính chú Đồng là người đến gia đình của tôi với mà căn nhà ọp ẹp rất là khó khăn thiếu thốn, và nhất là những khi mà ở nhà sàn nữa nó có rất là mùi hôi. Dạ. Nhưng mà cảm ơn Chúa là Chúa dùng thầy Lập ông đến để dạy về giáo lý, dạy về lời Chúa khi gia đình tôi mới tin Chúa. Nhưng mà cảm ơn Chúa là Chúa dùng thầy đến để dạy lời Chúa cho gia đình của chúng tôi. Amen. Và tôi không bao giờ quên được cái hình ảnh của một Amen. Người hầu việc Chúa. Cảm ơn Chúa. Khi mà đến nhà sàn đó thì nếu mà trời không có mưa thì còn đỡ, nếu mà trời mưa rồi á thì tôi cũng rất là ngại và gọi điện nói thầy Đông ơi đừng có đến vì mưa ngập đường hết rồi. Nhưng mà không ngờ là cũng thầy cũng đến và để chia sẻ lời Chúa cho gia đình của tôi, và ở gần đó thì cũng có làm chứng về dạy người đến để mà cùng nhau học. Nhưng mà tôi muốn nói lên đây đó là một người hầu việc Chúa rất là đơn sơ nhưng mà có tấm lòng hầu việc Chúa. Dầu mưa hay nắng thì thầy vẫn luôn đến để mà dạy lời Chúa cho gia đình tôi. Amen. Tôi cảm ơn Chúa về điều đó. Cảm nếu mà Chúa. Không có sự hết lòng tu mang gia đình tôi thì giờ này tôi cũng không có như ngày hôm nay. Và người dạy đi lời Chúa cho tôi chính là Nhân Đông, và người chăm sóc gia đình tôi chính là bố mẹ. Amen. Tôi cảm Amen. Ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay thì cảm ơn Chúa khi mà đến nhà tôi dạy giáo lý thì Chúa Đông cũng có mang theo cây đàn. Và cây đàn đó thì luôn đến với gia đình tôi đến ngày hôm nay, và tính ra cũng mấy chục năm rồi. Oh, nhà tôi luôn. Cái nhà tôi luôn nhìn cái đàn này. Oh, yeah. Mỗi ngày nhà tôi đàn thờ phượng Chúa ở trong gia đình. Tôi cảm ơn Chúa về điều đó. Nhưng mà giàu ở xa hay là ở gần như thế nào thì tôi vẫn luôn nhớ. Và về tôi có ngày hôm nay được đó là nhờ sự chăm sóc của người dạy dỗ mình, cho nên tôi luôn luôn không bao giờ bên ơn những người đã dạy lời Chúa cho gia đình của chúng tôi cũng như là người chăm sóc gia đình của chúng tôi. Amen. Xin Chúa cũng ban ơn và chúc phước cho anh Hội Thánh ở bên Mỹ đó cũng như gia đình của chú luôn có sự che chở và giúp của Chúa ở trên gia đình của Amen. Amen. Và nhất là bố mẹ cũng vậy. Cảm ơn. Cảm ơn chị Anh. Chúc phước trên sức khỏe của bố mẹ được mọi sự bình an. Amen. Và chú Thắng cầu xin Chúa ngài cũng chúc phước trên gia đình của chú Thắng. Yeah. Được mọi sự an lành ở trong tay của ngài. Chú Đồng nè. Chú Đồng nè. Chào chú Đồng. Cảm ơn chị Ánh nhiều lắm. Rất là cảm động. Sang là chú Đồng. Khỏe chú Đồng. Sang hả? Mới về nhóm xong con. Lần sau là lần sau nhóm là Sang vô với Hội Thánh Vườn Nho nha. Có chú Đồng chia sẻ lời Chúa nha, Sang nha. Tuần thứ tư. Dạ. Một sư thắng là cho em nói chút xíu được không? Được, bây giờ mình đúng anh chị em nào mà cảm thấy mệt á thì anh chị em tự do rời chút xíu. Còn ở đây là lúc mà Thánh Linh đang làm việc, tôi muốn anh chị em nghe những lời chứng. Bởi vì có những cái thời điểm mà chúng tôi là những người đi trước đã gieo. Bây giờ anh chị em mới được ngồi đó. Amen, anh chị em mới thấy được công việc của Chúa. Vâng, đúng rồi. Cho nên anh chị em học để gieo. Amen, amen, amen. Thế hệ sau sẽ thấy được công việc của anh chị em. Cho còn Lý Xuân Phương nữa nha. Ở lại. Dạ. Yeah. Yeah. Một sư thắng còn Lý Xuân Phương để cho chú Trang nói trước đi đã. Dạ. Rồi giờ mời anh 7 triệu. À, anh 7 triệu. Anh 7 triệu. Dạ. Cái người này là quản nhiệm ở chỗ
ở chỗ Tân Thới đó mà bữa anh đưa cái hình đó. Dạ dạ dạ. Nhớ không? Dạ dạ nhớ rồi. À, dạ. Bảy đó, à, anh Bảy Triệu rồi. Chào em, chào một chú Giang Đông. Dạ chào anh Bảy. Dạ. Dạ. Em có cái như thế này nhờ anh em cầu nguyện giùm. Bữa nay là hai đêm rồi. Tất nhiên là em rất là khỏe mà, nhưng là con cái là hai đêm là xe tăng nó đến nó hoành hành em dữ lắm. Nó đứng rất là đông để nó tấn công em. Thì cái đêm hôm qua đó nó đến để nó tấn công. Thì em kêu cầu Chúa lúc mà hồi lúc cũng 1-2 giờ đêm mà em kêu cầu Chúa để mà giải cứu em, thì tự nhiên Chúa đến, Chúa nắm tay, Chúa dẫn đi con, thì em chạy đi theo Chúa, rồi một cái nơi nào Chúa không biết, Chúa bỏ em xuống, bỏ em ở tại nơi đó. Rồi bắt đầu ấy, một khoảng một tiếng hai tiếng sau nữa bắt đầu ấy, nó tiếp tục nó lại nó đè tiếp. Thì cho nên đó lúc đó là em giật mình vậy, em cầu nguyện em đuổi nó đi thì thôi không nói. Đêm hôm này cũng tới cỡ gần 1 giờ em ngủ không được. Em mới dậy em quỳ gối em cầu nguyện Chúa, thì tất nhiên em nói Chúa muốn là dạy dỗ con những điều gì. Thì Chúa ơi, con giờ này con nằm đây con sẽ nghe Chúa dạy dỗ con. Thì tất nhiên là em rồi bắt đầu cái em ngồi hơi đó, cái em ngã xuống em nằm, em vừa nhắm mắt lại thì bắt đầu hai con nó lại nó trèo lên mình em tiếp. Nó trèo lên mình thì nó vừa bước cái trèo lên thì bắt đầu em giật mình dậy, thì em đá nó, em tung lên, em cầu nguyện em đuổi đi. Dạ. Thì cho nên em cũng nhờ anh Thắng với anh em ngay từ giờ này cầu nguyện cho em. Amen. Dạ. Dạ. Vậy đó. Dạ. Tại vì mình chăm sóc anh Bảy cho mình biết rằng ở trong nhà anh Bảy thật sự có một cái tủ. Yeah. Mà cái tủ đó ngày xưa ta chạm hai con rồng mà đục không hết. Oh, mà yeah. Tiếc đó, cho nên cứ giữ hoài. Giờ biết sao giờ đây, thì theo người ta đó, cái quý nhất ngày xưa đó, mà khi cái vàng mà trong Kinh Thánh nhà những cái đồ mà bằng vàng đó mà người ta chạm khắc cái thần tượng, sau khi mà được Chúa thăm viếng đó, là người ta đốt hết, người ta nghiền nát hết. Còn mình thì tiếc, cho nên là hai cái tủ đó đã chạm khắc con rồng rồi, nhưng mà không biết làm sao bây giờ. Thì cái đó em lấy ra rồi. Không, lục ra rồi. Nó đã đục rồi, biết rồi, thấy. Nhưng mà nó đã được dâng, nó đã thuộc về cái quyền lực tối tâm rồi. Và giống như là cái dấu khắc. Làm sao nhìn về đó là biết ở đó có hai đồng à, đúng không? Giống như mình xăm vậy đó. Vậy như phải đục cỡ nào thì nó vẫn còn nằm đó thôi. Bởi vì nó thì là cái dấu ấy. Đúng, 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 còn cái dấu. Dạ, cho nên là cái tùy theo gia đình Bảy thôi. Bởi vì rồi thứ nhất là thứ hai phải kiểm tra lại trong cửa nhà mình còn cái gì không. Đó, thì đôi lúc á, ngày xưa thì mới theo Chúa mình không có dám đập vỡ cái đó bỏ bởi vì mình tiếc, nhưng mà đến một thời điểm rồi là Chúa không đồng ý. Bây giờ Chúa muốn mình dẹp luôn. Đôi lúc người ta thờ hình tượng đó, rồi trên cái bàn thờ người ta không dám đốt cái bàn thờ đó, người ta để quan gốc không thờ nữa, nhưng mà cái đó đã thờ rồi, cho nên nhiều gia đình không theo Chúa được. Chúng ta thấy bên trong Quân Long á, nhớ không, có nhiều nhà đến nhà thấy cái bàn thờ chập bá để đó, mà không thờ, nhưng mà đối với Chúa thì không được, Chúa là kỵ tà. Cho nên là anh Bảy bàn với gia đình, còn đó là cái việc mà khi Bảy vừa nói thì Thánh Linh liền tỏ điều đó. Vậy thôi. Thánh Linh liền tỏ là đó đó con, hãy nói cho anh em mình có hai, đúng không, nó có hai người thì hai con rồng nó đè đó, thì hãy cầu nguyện Chúa, thì tùy đức tính mỗi người thôi. Thì mình dám đập cái đó thì muốn Chúa trên 4 tỷ, còn mình không dám thì mình cứ để hoài. Thì đôi lúc là mình phải bàn bạc gia đình. Rồi những cái gì mà mình thấy rằng nó có sự thờ phượng dính với ngày xưa, đốt bỏ đi. Tại vì mình đã trở nên hội thánh của Chúa rồi. Đó. Rồi bây giờ mình trưởng thành rồi, mình lớn lên rồi thì mình phải lên một cấp bậc cao hơn. Đó là khích lệ anh Bảy. Rồi bây giờ sẽ cầu nguyện cho anh Bảy trước cái đã. Là Chúa, con biết người em chúng con đang bị tấn công. Và Chúa ơi, bởi vì trong gia đình chỗ nào đó có đồn lũy của nó có thể tấn công được. Dạ. Có thể là cái sự không tha thứ, sự bịch mình, hay là những cái tàn tích còn lại ở trong một cái quá khứ đã thờ ma lại quỷ. Ôi Chúa ơi, thờ lại hình tượng, ôi Chúa thờ lại con rồng mà không biết. Bây giờ đây con cầu nguyện trong danh Chúa Christ, Ngài chỉ cho anh em chúng con thấy cái điều nào cần phải dẹp đi, thấy điều nào cần phải bỏ đi, dù đối với mình là quý, nhưng Chúa là quý hơn hết trong cuộc đời. Nếu chúng con giữ đó trong lòng mà chẳng có Chúa, không có đem cái sự sáng đó cho người khác, ôi Chúa, sự tranh cãi trong gia đình anh vẫn còn, nhiều điều chưa thông suốt, bởi vì Satan ma quỷ nó còn nằm ở đó. Trong danh Jesus Christ, sáng nay anh em con đã
nói điều này. Chúng con công bố rằng Chúa ơi, Ngài chạm tới lòng anh chúng con, đập vỡ chúng nó, đốt cháy chúng nó đi, để chúng con một gia đình này nữa. Đã nhiều năm họ không yêu thương nhau thật sự, họ không gắn bó nhau, họ có một cái sự chia rẽ trong gia đình này. Chúa ơi, chính là nó. Cho nên nhân danh Chúa Jesus, xin cho anh là cái người can đảm ở trong gia đình, dám đứng lên giống như những vua yêu mến Chúa, đập vỡ hình tượng, đập vỡ những gì dính đặt trong quá khứ và ôi dâng điều đó cho Chúa, thì Chúa là đấng sẽ ban cho anh, ôi ban cho gia đình hạnh phúc, ôi Chúa hơn trăm lần cái tủ đó, ban cho con cái em yêu mến Chúa hơn một triệu lần cái tủ đó, và những gì thuộc về ma quỷ không được tồn tại trong hội thánh của Ngài. Bây giờ là thời điểm nó phải bị phá tan trong danh Chúa Giêsu Christ. Chúng con cảm ơn Chúa, xin làm cho anh em con được mạnh mẽ Chúa ơi. Chỉ có Ngài mới làm điều này trong lòng anh em con, bởi vì chúng con không làm được, chỉ có Chúa mà thôi. Con cảm ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. À, quyết định là tên gia đình anh Bảy. Dạ, bây giờ thì người chị em của chúng ta là Phương sẽ có về điều làm chứng. À, tất cả xin hỏi chú thích nói trước đi. Em xin phép xuống nha anh Thắng ơi. Rồi, à, chào Giang Đông, khỏe không? Dạ, khỏe, các bạn chú Thức. Rồi, còn dạ. Nhớ kỷ niệm mà đi xuống từng nước lọt như đủ không? Còn nhớ chứ. Đi lên Hoàng về thì gãi xe đạp, giác lên dai. Dạ. Chú cùng Giang Đông với lại bà xã không? Dạ vâng, cảm ơn chú Thức nhiều nha. Dạ, dạ. Rồi có lời thăm cô luôn nha, lâu rồi không gặp cô chú. Dạ. À, là cô rồi. Cô cái cô nghe cô dạ. Phật á. Dạ vâng, dạ rồi trước cùng con nghe. Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ rồi, chào. Để cầu nguyện liền đi, một giây thôi, một giây cầu nguyện cho cô với là chú nè. Dạ, cầu nguyện cho vợ của chú Thức nè. Chú ơi, con cầu nguyện cho cô Thức giờ này nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ và ra lệnh cho sự mệt mỏi đau yếu của tuổi cao phải ra khỏi cơ thể của cô Thức giờ này. Con công bố rằng bà gia Phi-rơ đã được lành thể nào bởi danh Chúa Giêsu, thì cô Thức cũng được trỗi dậy giống như bà gia Phi-rơ để hầu việc Ngài và thờ phượng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì ngay giờ này Ngài đang hành động. Chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Không có sử dụng cái này, nhờ mấy đứa cháu nội nó bấm với thằng dâu nó bấm chứ không biết xài. Dạ không sao, để từ từ quen. Dạ, dạ từ từ quen chú, không sao đâu. Dạ, mời Phương ạ. Dạ, Phương ha. Dạ, chào quốc sư Giang Đông. Hello Phương. Dạ, chú quốc sư Giang Đông. Dạ, chào cả nhà trong cùng dân hội thánh. Cảm ơn Chúa là một điều tôi thấy nhìn lại những ngày qua là tôi xin làm chứng là một ít là ngắn gọn thôi. Những ngày qua nếu tôi suy nghĩ đặt một câu hỏi là nếu một những ngày qua mà mình đã không chính đời sống của tôi mà không biết Chúa thì ngày nay chắc tôi không biết mình sẽ làm gì, mình sẽ đi đâu và về đâu. Cảm ơn Chúa điều đó là Chúa cũng có một cách chương trình trên đời sống của tôi. Chúa cũng chọn lựa, Chúa cũng có cách là cảm ơn Chúa đó là Chúa cũng sử dụng những con cái Chúa, cũng như là đặc biệt là thấy gia đình chị Ánh cũng làm chứng cho tôi. Nhưng mà qua lời Chúa, khi mà hồi xưa tôi chưa biết xe Chúa, cũng gia đình chị Ánh cũng làm chứng tôi về Chúa, khi đó tôi cũng chưa có tin liền, mà sau thời gian này Chúa cũng bất phục. Hãy cảm ơn Chúa là một điều là Chúa, và khi tôi tiếp nhận Chúa và thấy Chúa là đấng mở đường, đấng là đấng chăm sóc, Chúa mở đường cách kỳ diệu. Từ tôi không có gì, không có cái gì hết, mà cho hồi đó là tôi cũng ở nhà sàn, cho đến khi Chúa cầu nguyện, Chúa ước ao là Chúa mở đường có gì nhà rồi có thể ở chung với mẹ nuôi. Hãy cảm ơn Chúa là dù trong tôi qua một cơn trải bắt bớ,
nhưng Đức Chúa Trời Ngài đấng mở đường qua cái chịu sự thử thách đó, nhưng mà Chúa không có để mình quá đổi. Cảm ơn Chúa mà Chúa cũng mở đường ra khỏi. Cho đến ngày hôm nay thì tôi cũng có một điều ước cao những ngày qua hả, là Chúa ơi cho con một căn nhà riêng. Thì cảm ơn Chúa, Chúa cũng mở đường hả cho có một cái căn nhà riêng. Cảm ơn Chúa để hợp cùng Chúa là điều tôi rất là cảm ơn Chúa, là Chúa là đấng tuyệt vời. Đức Chúa Trời thật tuyệt vời, vĩ đại, còn hơn là khi mà mình không biết Chúa, tại sao suy nghĩ hồi xưa mình không nhận biết ra Đức Chúa Trời của mình là ai, mà mình đi thờ những cái điều hư không đó, thần tượng đó, nó không có trả lời cho mình được cái gì hết. Và thấy Chúa mở tấm trí, tấm lòng của mình, chính đời sống của tôi thấy điều đó rất là sao, tại sao hồi đó mình không có nghĩ ra mình thờ những cái điều đó ngu dại đó, nhưng mà Chúa mở tâm linh, mở mắt, mở lòng. Cảm ơn Chúa là khi Chúa mở đường, mở mắt tâm linh mình để thấy Đức Chúa Trời đấng hằng sống. Khi mình cầu nguyện, Chúa mở đường, mở, Chúa lắng nghe, nói Chúa ơi con là gì, Chúa lắng nghe con. Con rất cảm ơn Chúa điều đó. Tôi xin những lời cảm ơn Chúa khi tôi cũng dạ cảm ơn Chúa là tôi xin hết. Amen. Cảm ơn. Xin vâng. Ông Phương ơi, còn điều em cầu nguyện Chúa nữa là em lập gia đình lại đó. Em giới thiệu ông xã em cho một chị em ông thấy đi. Rồi, anh chàng đẹp trai rồi. Anh đợi em xíu. Ừ, rồi anh chàng đẹp trai đi. Dạ, cảm ơn Chúa thì những hạt giống mà anh chị em đã gieo thì bây giờ nó kết quả đó. Rồi kết quả rồi bắt đầu nhân ra. Bây giờ Phương là một cái người với chồng là hội thánh đang cầu nguyện để trở nên nhà truyền giáo đó. Amen, amen. Thì rất là được ơn là xin những cái truyền đạo đơn rồi đi làm chứng rồi phát, cho nên hội thánh vườn nho Chúa cho ở đây là mỗi người đi vào thì có công việc hết à, đó cho nên là cầu nguyện cho gia đình của Xuân Phương sẽ là những người truyền giáo cho đạo của Chúa. Amen. Đó, cho amen. Nên là xin Chúa giúp đỡ để rồi từ Phương sẽ nhân giống ra nhiều amen, chú, nhiều trái nho ngọt ngọt cho Chúa nữa. Amen. Dạ. Sao là Phương? Sao rồi? Phương mở mic đi. Sao rồi? Rồi. Anh đang dưới nhà để xíu không? Cảm ơn Chúa là khi một thời gian lập gia đình, nhưng mà hôm nay thì người đó vừa đã đi về với Chúa cũng mấy năm. Thì sau này thì cầu nguyện thì Chúa để tôi lập gia đình, có một người đó cũng ở trong Chúa, ở cũng qua một người khác giới thiệu ở hội thánh luôn, mà thánh khác giới thiệu ở dưới quê á, ở Bạc Liêu. Không mở được. Rồi mở rồi, mở rồi. Bạc Liêu. Vô đi anh. Vô đi. Rồi xin mời ông xã Phương đẹp trai vô đi, mọi người nhìn thấy mặt để một xin ông cầu nguyện chúc phước cho hai người này sau này làm nhà truyền giáo chứ. Rồi mở camera. Đây. Dạ, chào mọi người. Rồi, chào. Sát sát vô. Rồi sát sát vô. Phương xích qua cho anh, nãy giờ biết Phương nhiều rồi, anh Mười thì chưa ai biết đâu. Anh Mười sát vô nữa. Chưa thấy hình rõ, sát vô, xích qua bên Phương ấy, không cần thấy Phương đâu. Phương thấy nhiều rồi. Ok, anh chàng đẹp trai, người này có đóng cháy vào nhà của Chúa. Rồi, bây giờ mời một sĩ giang đông cầu nguyện cho hai chồng này đi, trở nên nhà truyền giáo cho Chúa. Dạ vâng. Dạ. Dạ, anh tên gì? Anh tên gì ạ? Dạ, em tên Liệt. Minh Liệt. Minh Liệt. 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 Anh Minh Liệt. Anh Minh Liệt. Dạ, dạ. Dạ, dạ vâng. Dạ, cầu nguyện liền cho anh chị ha. Con cảm ơn Chúa vì con hôm nay được biết anh Minh Liệt là người mà Chúa đưa tới cho Phương. Con cảm ơn Chúa vì nhiều năm tháng trước con có biết đời sống của Phương trải qua những thăng trầm, trải qua những khó khăn ở trong những ngày bước theo Chúa đầu tiên của cuộc đời. Và con thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng thành tính, Ngài là đấng yêu ai thì Ngài yêu cho đến cuối cùng. Và Ngài thưởng cho những người nào trung tín với Ngài. Và con thấy điều đó đã xảy ra trên đời sống của Xuân Phương, Lý Xuân Phương. Con cảm ơn Chúa về những kỷ niệm mà Lý Xuân Phương có với Hội Thánh Chúa hàng chục năm qua. Ngay cả nhóm với thanh thiếu niên ở Hội Thánh Vườn Nho ngày xưa cũng đã có những cái kỷ niệm. Và đây là phần thưởng mà Ngài ban cho Lý Xuân Phương là anh Minh Liệt. Xin Chúa ban phước cho anh cũng như là Xuân Phương.
Cảm ơn chú vì con biết được anh chị sẽ trở có cái tấm lòng để muốn truyền giáo. Không có cái nghề nào, cái sự kêu gọi nào quý bằng cái nghề nghề nghiệp của sự kêu gọi truyền giáo, nói về Chúa Giêsu và mở mang vương quốc của Ngài. Chú ơi, con cầu nguyện để Đức Chúa Trời là Đấng sẽ cung cấp mọi sự cần dùng cho hai người bạn và sẽ trở nên những lập gia đình, những thành chồng thành vợ ở trong Chúa. Con cảm ơn Chúa vì như vậy mới giữ được họ ở trong sự an toàn trong chức vụ. Xin Chúa bảo vệ anh Minh Liệt và ban phước cho anh, cũng như là mọi sự chuẩn bị của hai người để chuẩn bị cho tiến tới hôn nhân ở trong tương lai gần. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con chúc phước để ma quỷ là kẻ thất bại, ma quỷ là kẻ những cái kế hoạch của nó muốn bắn phá Quý Xuân Phương với anh Minh Liệt phải bị phá hủy. Và Chúa ơi, Ngài gìn giữ hai người bạn của chúng con để họ trở nên những người thánh của Chúa cho công việc của Ngài sắp tới này. Chúng con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi sự trong tay Chúa, và nhất là con cầu nguyện xin quyền năng của Chúa Thánh Linh Ngài ở trên sự cầu nguyện và đời sống của anh Liệt và Phương, để nơi nào họ đi mở mang hội thánh có quyền năng cập theo, chữa lành và giải cứu người, nhiều người để đưa vào nước của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Đám cưới rồi, một sư giáo ơi. Ủa, đám cưới rồi hả? Chồng này đã cưới rồi. Cảm ơn Chúa. Dạ. Chúc mừng. Dạ, bây giờ sáng cũng muốn nói chuyện với một sư giáo gì không? Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Dạ. Mời Thanh Sang. Rồi. Dạ. Dạ, con chào Hội Thánh. Con cũng cảm ơn Chúa vì từng rồi con cũng rất được khích lệ, được nghe anh em ở Hội Thánh Cà Mau hay là những Hội Thánh khác thì họ làm chứng về mình, lòng con muốn nói với Chúa là xin Chúa cũng sử dụng tài năng hèn mọn của con để phục vụ Hội Thánh ở Vườn Nho, cũng như những nơi con cái Chúa cần thì mình muốn phục vụ Chúa. Dạ. Rồi con xin hết. Amen. Tiếp nhận liền, mốt tôi mốt chú Thắng mà kêu con đi Cà Mau là phải lên đường nha, lúc đó là đừng nói dạ con hai vợ không ai lo tiêu nha. Cầu nguyện cho Sang, bởi vì Sang tháng 12 này là Sang sẽ học cái khóa thần học đầu tiên của trường UUC ở Hoa Kỳ á, thì Sang sẽ học qua online rồi 4 năm sẽ tốt nghiệp thần học ha. Con nhớ cầu nguyện cho Thanh Sang nhà để Sang vừa học vì Chúa. 6 tháng 12 phải không? Ok. Cầu nguyện để Sang vừa học và vừa áp dụng cũng như là thực tập á, để đây là cái môi trường hội thánh rất là tốt cho Thanh Sang để Sang học về Chúa với một sư Thắng đi Cà Mau đi ra truyền giáo, thì sẽ học được những cái môn tương tự như vậy thì mình sẽ có kinh nghiệm để mình viết bài. Rồi cảm ơn. Xin Chúa ban phước cho Sang để học đi, là chuyển Sang xuống dưới thực tập ở chỗ thầy Sai, dẫn Sang đi coi như là người bệnh, người bị quỷ ám và nhiều người nhiều lắm. Amen. Để mình có bài viết trong quyền năng linh của Chúa. Amen. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ đọc bài cầu nguyện chung, sau đó chúng ta sẽ mời mục sư Giang Đông sẽ chúc phước cho hội thánh tại đây để tiếp tục nhân rộng ra tình yêu thương và quyền năng của Chúa. Những anh chị em nhóm hội thánh hay là không còn nhóm hội thánh nữa không sao cả, anh chị em vẫn có mối thông công với Chúa và cầu nguyện lẫn nhau để Chúa giữ đức tin chúng ta cho đến ngày Chúa trở lại. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ đọc bài cầu nguyện chung. Là Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, được tôn thánh, Đức Cha được nhân, Đức Cha được nhân, cho chúng con hôm nay được ăn được ngủ. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con đã kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin cho để chúng con không giận, xong cho chúng con không điều ác, vì nước quyền linh hiển từ thượng Cha để đời vô cùng. Amen. Dạ. Quyền xin ban ngôi Đức Chúa Trời là Đấng đang hiện diện giữa vòng hội chúng của Ngài, ban phước cho Hội Thánh Vườn Nho ở quận 2 sẽ tiếp tục phát triển cùng với Hội Thánh ở Cà Mau, Hội Thánh ở Gạch Góc, Hội Thánh nơi nhà anh thầy 7 triệu hầu việc Chúa, và tất cả chúng con Hội Thánh ở tại Hoa Kỳ, nhiều Hội Thánh sẽ được mọc lên khắp chốn. Trong danh Chúa Jesus Christ quyền năng, con cầu nguyện để tình yêu của Đức Chúa Cha, ân điển của Chúa Giêsu, quyền năng và các ân tứ của Thánh Linh ở với Hội Thánh của Ngài từ đây cho đến khi Chúa Giêsu trở lại. Amen. Chào đón Giêsu, cơn mưa trên đầu mây, chiếu sáng như mặt trời, có thiên sứ ban lên, và có tin đời, cùng hát đi anh yêu mình, chúng tôi đã trên ta, trên tôi, trên tôi, chào đón Giêsu.
chào đón Giêsu, đón bước trên đường đạo bày, chiến thắng trên mặt trời, là Thiên Sứ quan lệ, cảm ơn Thiên người cùng hát đi anh vui mừng, sự cứu đã chạm được đã trên đôi Sion, trên đôi Sion, trên đôi phước hạnh của Chúa từ đồi Sion, từ Jerusalem sẽ đổ trên anh chị em, amen, tại amen, Asuna, cũng như tại Việt Nam và khắp nơi nào bàn chân anh chị em đạp đến thì Chúa đấng quyền năng sẽ ban cho anh chị em làm cơ nghiệp và lấy đó làm cơ nghiệp cho mình. Chúng con cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa một lần nữa, chúc phước và cảm ơn đến tôi tớ của Ngài đã không quản thời gian đã chia sẻ dùng lời Ngài khích lệ mọi người chúng con, cũng như con công bố rằng Chúa ơi, Corona không còn quyền ở trên Việt Nam, không còn quyền ở trên mỗi người chúng con nữa. Hallelujah, chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ, amen. Câu bài hát tên là Đập Tan Covid. Cháu Trúc Quỳnh hỏi có trả con gốc không ba Thắng? Trúc Quỳnh hỏi có trả con gốc không vậy? Tuần sau thì sao? Giỏi quá. Rồi. Dạ, chú Đồng ơi, cho gửi lời thăm mà Bắc Kỉnh với Diễm nha. Dạ vâng, hồi nãy có vô đó chị Ánh. Dạ. Dạ. Dạ, dạ. Kỳ sau sẽ gặp. Dạ, kỳ sau sẽ gặp lại. Dạ, xin chào. Dạ, bye bye thầy chị. Dạ. Dạ. Cho cô Diễm. Hallelujah. Dạ, bye bye chị Quá Dương. Dạ. Xin chào nha. Dạ, bye bye anh Mỹ. Rồi rồi rồi, ok. Dạ, bye bye nha, thầy ơi sai nha. Dạ, sai. Con có bị Diễm đang ngồi sau của anh Phương với chị chứ không biết mở. Dạ, ông Phương dạ. Vừa ở gần nhà ảnh. Dạ. Dạ, bye bye, bye bye. Chào anh Phương chị nha. Rồi, dạ. Xã sẽ đóng giúp lại. Một lần nữa xin chào tất cả các cô chú và chị. Dạ, chúc mừng Phước. Dạ. Buổi nói tuyệt vời. Hallelujah. Dạ, bye bye. Chúc mừng. Dạ, gặp lại sớm mọi người. Chào chú Thước. Dạ, chắc mình cũng phải 3 tuần. Nhưng mà cầu nguyện Chúa, tại vì cái độ lây nhiễm nó lớn quá, cho nên các hội thánh khác cũng bắt đầu online lại rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì một hội thánh mà nhóm thì ví dụ như 30 gia đình đi, mà xung quanh đó đã là mười mấy gia đình F0 rồi, cho nên người ta không dám mở lại. Cho nên là cứ cầu nguyện mình là bình an nhất thì mình sẽ nhớ lại đây. Lập chứng chút xíu, hôm qua đi vào bệnh viện test đó anh chị em, thì cứ khoảng 15 người thì có 4 người bị.
Dạ, 15 người test. Tại vì trước đây 15 người vô test, 4 người bị. Tôi, 15 người sau, 4 người bị. Cho nên là thành phố lây nhiễm cực kỳ nhiều. Và cộng đồng không. Nhưng mà được cái cảm ơn Chúa là chúng ta có chích ngừa đó. Cho nên là cảm ơn Chúa đã, Ngài cũng nhờ cái sự khôn ngoan Chúa ban cho con người. Và nhờ đó chúng ta cũng chống lại giống như tôi. Cảm ơn Chúa. Nhờ sức của Chúa. Dĩ nhiên chúng ta phải nhờ Chúa trước tiên, chứ rất là nhiều người chết do mình ý đến vaccine. Dạ không, chúng ta có một cái nguồn vaccine vô tận là quyền năng của Thánh Linh và lời công bố từ mọi miệng của chúng ta. Cho nên hôm qua tôi chứng kiến, tôi ngồi suốt cứ 15 em là có 4 em trung bình như vậy đó. Cho nên khiếp lắm, ở Sài Gòn bây giờ lây nhiễm rất là nhiều. Và chỉ ở cái quận 2 thôi nha, chứ không phải là nó toàn thành phố đó, chỉ cái quận 2 không ạ. Mà qua ta test đi làm rồi, ta test đi xin công việc là cứ 15 em là có 4 em cỡ đó đó. Và tôi là một trong những 4 em đó. Amen. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ cảm ơn Chúa. Cảm ơn sự gì đâu. Dạ. Cảm ơn Chúa ha. Dạ, để giờ bây giờ để cho mình đi đập tan Covid chứ ha. Rồi, mình đi đập tan Covid đây. Dạ. Amen. Dạ. Rồi, kính chào.